Thiên đạo đồ thư quán chương 1594, kiếm thánh ước chiến. Đạo kiếm khí này huy hoàng đại khí, mang theo khí tức dân trào, từ đằng xa bay tới, phản phất như không bị thời gian hạn chế, bất ngờ xuất hiện ở trước mặt khôi lỗi. Lực lượng người sau tích lũy đến đỉnh điểm, ở dưới một chiêu kia tựa như trâu đất xuống biển, không có chút hiệu quả nào. Là cao thủ. Con ngươi của vương dĩnh co rụt lại, vội vàng nhìn sang vị trí kiếm khí truyền đến, trường thương trong tay trịnh dương cũng bắt đầu run rẩy tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ bắn ra có thể ở khoảng cách không biết bao xa một đạo kiếm mang liền chặn lại thiên nhân khôi lỗi của vương dĩnh công kích loại thực lực này chỉ sợ cũng không kém nhậm thanh viễn chút nào thậm chí ở trên kiếm đạo càng hơn một bậc là tốc độ chân giải trương huyền đang đúc lại kinh mạch nhẹ gật đầu hẳn là trương gia gia chủ cha của tiểu thiên tài hưng kiếm thánh hắn học qua kiếm pháp của đối phương biết áo nghĩa của loại kiếm pháp này có thể ở khoảng cách xa như vậy để kiếm mang đột phá thời gian ràng buộc đi tới trước mắt khống chế tinh tế chỉ sợ cũng chỉ có trương gia gia chủ hưng kiếm thánh mới có thể làm được người này một mực không xuất hiện bây giờ tới cũng xem một chút có phải thật mạnh mẽ giống như trong truyền thuyết hay không trương huyền mỉm cười đi trương gia một chuyến vị này vẫn luôn không xuất hiện qua thậm chí mình cùng hắn hẹn luận võ cũng không có hiện thân không nghĩ tới ở đây có thể gặp được đã như vậy, vừa vặn có thể thử xem thân thủ, thuận tiện giáo huấn đối phương một hồi, cũng cho hắn biết, muốn cho con trai hắn cưới lạc nhược hy, vậy trước tiên phải qua ta cửa này. Phần Phật Ý nghĩ trong lòng mới vừa kết thúc, không gian trước mắt nổi lên gợn sóng, hai bóng người xuất hiện, một nam một nữ, chính là hưng mộng kiếm thánh tìm kiếm con trai khắp nơi. Hai người này đi một phương hướng khác, sau khi được dương sư đưa tin, liền trực tiếp chạy tới. Tộc trưởng thấy bọn họ xuất hiện trương vô ngân vội vàng bay tới vẻ mặt đỏ lên đại trưởng lão ngươi làm sao vậy con mắt của hưng kiếm thánh nhảy một cái trương gia bọn họ mệnh danh đại lục đệ nhất gia tộc xem như danh sư đường cũng sẽ cho mấy phần mặt mũi đường đường đại trưởng lão bị đánh thành như vậy giống như đầu heo một chút thể diện cũng không cho đến cùng ai làm là trương huyền kia còn có đám học sinh của hắn trương vô ngân chỉ cắn chặt hàm răng. Tộc trưởng, lần này ngươi nhất định phải làm chủ cho ta, nếu không, tôn nghiêm của Trương gia ở đâu? Không xử lý, chúng ta sẽ biến thành trò cười của toàn bộ đại lục. Trương Huyền. Nghe được lời của hắn, Mộng Kiếm Thánh vội vàng nhìn sang, ngay sau đó thấy thanh niên ngẩng đầu nhìn tới, thân thể mềm mại kìm lòng không được rung động. Hắn nhất định chính là hắn, tuyệt đối không sai được. Nàng vội vàng quay đầu truyền âm cho chồng làm mẫu thân luôn sẽ có cảm giác đặc thù thanh niên lần đầu tiên nhìn thấy kia nhất định có quan hệ huyết mạch với nàng đừng có gấp nếu như đã nhìn thấy liền đơn giản sợ nàng thất lễ hưng kiếm thánh vội vàng nắm chặt bàn tay của vợ mặc dù không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì nhưng nhiều cường giả của danh sư đường vây quanh đại trưởng lão bị đánh thành đầu heo trương huyền kia nhất định nắm giữ năng lượng kinh người là con của hắn thì không nói nếu không phải trực tiếp chạy tới nhận thân chẳng phải hết sức khó xử trương gia biến thành như vậy vốn rất mất mặt lại tính sai sẽ không cách nào xoay người nhi tử của ta ta tuyệt đối có thể nhận ra coi như bây giờ hắn trưởng thành vẫn chảy huyết mạch của ta biết trượng phu cố kỵ mộng kiếm thánh cắn răng ta biết tâm tình của ngươi là con của ngươi cũng là con của ta ngươi kích động ta không phải cũng như vậy sao nhưng mà càng đến lúc này càng phải bình tĩnh trên mông con chúng ta không phải có cái bớt màu đỏ sao? Một lát nữa kiếm cớ hỏi thăm, chỉ cần xác nhận, liền lập tức nhận thân. Nắm chặt tay vợ, Hưng Kiếm Thánh nói: "Con của hắn, mặc dù trời sinh thành thánh, nhưng thời điểm trời đi chỉ là hài nhi, coi như vị trước mắt này là nó, khí tức linh hồn khác biệt, tu luyện công pháp, quỹ tích phát triển không giống, cũng không thể nào dò xét. Duy nhất có thể phân biệt là cái bớt. Chỉ cần người còn sống thân thể sẽ không biến hóa vâng biết đối phương nói có lý mộng kiếm thánh nhẹ gật đầu ngươi chính là trương gia gia chủ tới thật đúng lúc viên đào sư đệ đã thương đại trưởng lão ta còn không có cơ hội ra tay không biết có dám đánh với ta một trận không thấy vị trương gia gia chủ này đến liền nói thầm trịnh dương nhíu mày tiến về phía trước một bước vị này là học sinh của trương huyền chiến tử chiến sư đường cũng là đường chủ đời tiếp theo trịnh dương thấy hưng kiếm thánh không biết trương vô ngân vội vàng giải thích nguyên lai là trịnh dương chiến tử trương mổ đã sớm nghe nói qua tên của ngươi chỉ là không nghĩ tới lại là học sinh của trương sư hưng kiếm thánh sửng sốt một chút ông quyền không cần phải nói nói nhảm nhiều như vậy chỉ hỏi ngươi so hay không so mà thôi trương gia các ngươi khi nhục thầy ta vừa rồi vị đại trưởng lão kia bị thương chạy trốn còn không có xin lỗi nếu như ngươi không muốn so cũng được chỉ cần xin lỗi chuyện ngày hôm nay có thể dừng tay. do trường thương lên, ở trên không trung phát ra thanh âm nghẹn ngào, vẻ mặt trịnh dương ngạo nghễ nhìn qua. Mặc dù đối phương là cao thủ nổi danh không biết bao nhiêu năm, nhưng hắn thân là chiến tử, nắm giữ ý niệm vô địch, mặc cho đối phương là ai, cũng không sợ chút nào. Ngày hôm nay, là tới thay lão sư trúc giận, vậy liền đánh tam đại thế lực tâm phục khẩu phục, mặc kệ ai tới cũng vậy. Tỷ thí, có thể, chỉ bất quá, Thân kiếm thánh miễn cười. Ta và lão sư ngươi, có ước định tỉ thí một trận, đến bây giờ còn không kịp tiến hành, đã gặp mặt, ta muốn trước giải quyết chuyện này, lại cùng ngươi giao đấu cũng không muộn. Lão sư thân thể tôn quý, há là người nào muốn tỉ thí liền có thể tỉ thí. Nếu như ngươi có thể qua cửa ải của ta, muốn khiêu chiến lão sư, ta không lời nào để nói, qua không được. Vẫn ngoan ngoãn nói xin lỗi đi. Trịnh dương nhíu mày nói. Ha ha, Ngươi nói rất có lý, học sinh thay lão sư ra mặt, không gì đáng trách, chỉ bất quá, tân oán với Trương gia, đều là lão sư ngươi một tay tạo thành, hắn tự mình giải quyết, mới có thể để cho người tâm phục, ngươi làm học sinh, đại diện hết sẽ vượt quá chức phận. Như vậy truyền đi, người người đều biết Trịnh Dương Trịnh chiến tử ngươi, mà không biết Trương Huyền Trương sư, cho dù biết, cũng đều nói thu được học sinh tốt, thực lực bản thân bình thường. Truyền đi, cũng không tiện nha hưng kiếm thánh cười nhạt một tiếng nói cái này thân thể trịnh dương cứng đờ nói không ra lời vốn chỉ nghĩ thay lão sư trút giận không nghĩ tới nhiều như vậy chẳng qua đối phương nói không sai lão sư là lão sư mình làm như vậy hình như đang bảo vệ lão sư trên thực tế lại tương đương hao tổn mặt mũi hắn để người ngoài nghĩ lão sư không có bản lãnh gì dựa vào học sinh mới giải quyết được khó khăn lão sư ta rõ ràng những chuyện này vội vàng quay đầu nhìn về phía trương huyền chỉ thấy người sau cười nhạt một tiếng ngươi lui ra đi ta quả thực có ước chiến với vị trương gia chủ này hắn đã muốn tỉ thí ta tiếp là được thế nhưng lão sư thực lực của ngươi nghe lão sư muốn so tài trịnh dương tràn đầy lo lắng lão sư chỉ là động hư cảnh sơ kỳ mà vị trương gia gia chủ kia ở xa như vậy thi triển ra kiếm khí liền có thể chặn lại khôi lỗi của vương dĩnh lực lượng mạnh mẽ tuyệt đối vượt qua thánh vực cửu trọng cả hai chênh lệch lớn như thế căn bản không ở cùng một cấp bậc đánh như thế nào luyện hóa đường chủ lệnh mượn nhờ giọt nước lực lượng của trương huyền bạo tăng có điều còn không hiển lộ ra lại thêm tâm cảnh siêu tuyệt thiên đạo chân khí đặc thù xem như hắn cũng không biết ở trong mấy hơi ngắn mũi thực lực của lão sư đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất ta có thể đè thấp tu vi cùng trương sư cấp bậc tương đồng chỉ so kiếm luận đạo sẽ không làm người bị thương biết đối phương lo lắng cái gì hưng kiếm thánh cười cười nếu như ta thua trương gia xin lỗi cũng được không truy cứu chuyện lúc trước nữa nhưng nếu ta thắng hy vọng trương sư có thể tuân thủ ước định trước đó trước đó ước chiến kiếm pháp trương gia trương huyền từng nói qua thua gia nhập trương gia trở thành một vị trưởng lão cái này đơn giản trương huyền nhẹ gật đầu bất quá đã tỉ thí Ta cũng không bắt nạt ngươi, không cần đè thấp tu vi, dùng lực lượng mạnh nhất là được. Dùng lực lượng mạnh nhất. Hưng Kiếm Thánh sững sờ. Thực lực của hắn, toàn lực thi triển kiếm pháp, Nhậm Thanh Viễn Đường chủ cũng không dễ dàng đối phó, đối phương để hắn thi triển toàn lực, thật hay giả. Cái tên này không điên chứ? Đám người Nhậm Thanh Viễn, Trương Vô Ngân cũng không hiểu. Thực lực của đối phương đã thấy tận mắt, trừ nhiều thủ đoạn, học sinh mạnh mẽ thì không có gì có thể chú ý để hưng kiếm thánh toàn lực ra tay không phải muốn chết sao không sai trương huyền nhẹ gật đầu hơn nữa ta chỉ ngồi ở chỗ này dùng một tay chiến đấu với ngươi nếu như thân thể ta di động mảy may hoặc dùng tay thứ hai cũng coi như thua da mặt của hưng kiếm thánh rung lên hắn ước chiến đối phương một là muốn nhìn một chút đến cùng phải con của hắn hay không thứ hai cũng có giải quyết ân oán của trương gia và hắn, tự mình ra tay, mức độ nặng nhẹ có thể khống chế, chí ít sẽ không để cho đối phương trọng thương. Kết quả, không cảm kích thì thôi, còn ngông cuồng như vậy. Giống ngươi. Đang tức sắp nổ tung, liền nghe vợ truyền âm tới, khóe miệng của hưng kiếm thánh kìm lòng không được co giật. Ta cũng rắm thúi như thế. Lúc ngươi còn trẻ, so với hắn rắm thúi hơn nhiều. Mộng kiếm thánh mỉm cười. Cái này hưng kiếm thánh gãi đầu một cái bất đắc dĩ nhìn lại tốt nếu ngươi yêu cầu như vậy cung kính không bằng tuân mệnh nói xong thân thể nhoáng một cái từ không trung rơi xuống vừa mới rơi xuống đất bên tai vợ lại truyền âm lần nữa dám đã thương nhi tử một cọng tóc gáy về sau đừng nghĩ lên giường của ta ta khóe miệng của hưng kiếm thánh co giật suýt chút nữa khóc lên Hắn trêu ai ghẹo ai, chẳng lẽ đối phương đã ngờ tới điểm ấy, nói ngồi bất động, còn một tay tỉ thí. Cố ý trang bức sao? Lão sư Không giống hắn buồn bực, đám người trịnh dương, ngụy Như Yên mang theo lo lắng nhìn qua. Bọn họ có kỳ ngộ, trong lòng rất rõ ràng, lão sư không có loại kỳ ngộ này, thực lực còn chỉ có động hư cảnh sơ kỳ, trương gia gia chủ không đè thấp tu vi mà nói, đánh như thế nào? Căn bản không thể nào chiến thắng. Yên tâm đi, lúc nào lão sư đánh qua trận chiến không có nắm chắc. Đã dám nói như vậy, khẳng định có phương pháp. Viên Đào cười cười. Cũng phải. Nghe nói như thế, Trịnh Dương nhẹ gật đầu. Ngụy Như Yên nhập môn muộn, rất nhiều chuyện không biết, nhưng hắn theo lão sư rất sớm, biết tính cách của gia sư rất rõ ràng. Vị lão sư này, lúc nào thua thiệt qua, cùng hắn giao đấu, cuối cùng đều sẽ lấy kết cục thảm bại các ngươi có phát hiện hay không hình như khí tức của lão sư thay đổi trước đó ta còn có thể cảm giác được sâu cạn mà bây giờ như biển lớn mênh mông bất luận nhìn như thế nào cũng không tìm ra giới hạn đột nhiên vương dĩnh nói chen vào trịnh dương ngụy như yên vội vàng nhìn lại quả nhiên cảm thấy lão sư trước mắt mặc dù ngồi tại nguyên chỗ không động nhưng khí tức trong người so với trước đó tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần tưởng như hai người lão sư lại đột phá lộ sung nói thân là vu hồn nhìn càng rõ ràng hơn nếu như nói trước đó thực lực của lão sư có thể nhẹ nhõm vượt qua mà bây giờ cảm giác áp bách mãnh liệt tới gần cũng không dám tuy không biết vì sao trong thời gian ngắn sẽ có biến hóa to lớn như vậy nhưng lão sư chính là lão sư bất kể làm ra cái gì hắn đều cảm thấy đương nhiên đã như vậy chúng ta liền mỏi mắt mong chờ nhìn lão sư giáo huấn trương gia gia chủ như thế nào lúc này trịnh dương mới chân chính yên lòng nhẹ nhàng cười một tiếng xuất kiếm đi nhớ vợ dặn dò hưng kiếm thánh hít sâu một hơi cổ tay rung lên trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay mang theo khí tức lăng lệ ta xuất kiếm mà nói rất dễ dàng làm bị thương người nếu luận bàn hữu nghị vậy thì không cần kiếm vẻ mặt trương huyền thản nhiên không sử dụng kiếm làm sao so hưng kiếm thánh nhoáng một cái rất muốn nắm tóc thời điểm hắn tuổi trẻ tuy cũng rất trang bức nhưng còn không có trang bức như vậy a à. quả thực đánh mặt đến cực hạn đổi lại những người khác khẳng định đã sớm làm chuyện điên rồ tức giận sắp bạo phát nhưng mà đối phương muốn tức cũng tức không nổi tuy không dám xác nhận là con của hắn nhưng trong lòng có cảm giác cùng hắn nhất định có quan hệ không thể chia lìa không sai ta như vậy cùng ngươi tỉ thí không biết ý nghĩ trong lòng đối phương Trương Huyền cong ngón búng ra, ở giữa lập tức toát ra một đạo kiếm khí, vừa vặn dài ba thước, tản mát ra hàng mang nhàn nhạt. Tốt, ngươi phải cẩn thận. Không chỉ tức giận, còn cực kỳ buồn bực, hưng kiếm thánh hừ lạnh một tiếng, trường kiếm rung lên, thẳng tắp đâm tới Trương Huyền. Lần này chỉ dùng một phần mười lực lượng, chẳng qua kiếm ý cực kỳ cường đại, trường kiếm mới vừa xuất hiện, liền giống như đâm rách không gian, một giây sau xuất hiện ở trước mi tâm của Trương Huyền, nếu không tránh, coi như không chết cũng sẽ bị phá chân khí, trong thời gian ngắn không cách nào hành động. Kiếm pháp không tệ. Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng. Không hổ là Trương gia gia chủ, Trương gia kiếm thuật đệ nhất nhân, ra tay liền khác biệt, đám người Trương hút so sánh, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Trương Huyền không tránh né, ngồi tại nguyên chỗ bất động, tay trái đút lại kinh mạch cho Triệu Nhã, tay phải thì nhẹ nhàng nâng lên, đồng dạng chỉ vào không trung. Kiếm khí như hồng trong chốc lát xuyên qua khoảng cách thời gian, không gian. Chiêu này cùng kiếm pháp mà vừa rồi hưng kiếm thánh đâm tới, bất kể chiêu số hay thức mở đầu, đều giống nhau như đúc, không cách biệt mảy may, nếu như không phải biết hai người quan hệ thù địch, còn tưởng rằng là đồng môn sư huynh để luận bàn. Bất quá dù tương đồng, nhưng Trương Huyền đi sau mà đến trước, kiếm của hưng kiếm thánh còn không có đâm đến mi tâm đối phương, liền bị phá vỡ lực lượng. Cái này, toàn thân hưng kiếm thánh chấn động, trong mắt tràn đầy khó tin. Làm sao có thể? Hắn lý giải kiếm pháp trương gia đã sâu tận xương tủy, đạt đến tình trạng khó tin, nhất cử nhất động, đều kèm theo tốc độ áo nghĩa, vị trước mắt này, lại có thể đi sau mà đến trước, không chỉ như vậy, trên lực lượng càng vượt xa hắn. Có thể đoán được, chỉ cần không tránh né, đối phương nhất định phá vỡ lực lượng của hắn trước, mà kiếm pháp của hắn cho dù rơi vào trên người đối phương, cũng không có một chút tác dụng. Hừ biết gặp cường giả chân chính tâm nhường diệt hết hít sâu một hơi bàn chân lui ra sau nửa bước trường kiếm ở giữa không trung vẽ ra một kiếm hoa đặc thù đổi đâm thành bổ chiêu cầm long kiếm cũng thi triển ra ngươi nhìn thấy chiêu này mộng kiếm thánh suýt chút nữa nổ tung nếu nói trên thế giới này người hiểu rõ hơn kiếm thánh nhất tuyệt đối là nàng chiêu cầm long kiếm này hai người tu luyện qua rất lâu mới có thành tựu mặc dù không tính tuyệt chiêu mạnh nhất nhưng uy lực cực mạnh cho dù nhậm thanh viễn đột nhiên gặp lên, cũng sẽ lúng cuốn tay chân. Mới ra tay liền sử dụng, không phải bảo ngươi nhường ư. Có nhường như thế sao? Trở về có thể lên giường của ta, ta viết ngược tên họ lại. Mộng kiếm thánh vương mộng á nghiến răng nghiến lợi. Ừm, phản ứng rất nhanh. Thấy trương gia gia chủ liếc mắt liền nhìn ra chiêu kiếm của mình phát sau tới trước, không chút do dự biến chiêu, trương huyền cười cười, thân thể vẫn ngồi tại nguyên chỗ bất động, đối mặt kiếm chiêu chưa từng ngăn cản cổ tay rung lên lần nữa đâm tới giống như chiêu số vừa rồi lực lượng đồng dạng chỉ bất quá lần này đâm vào không phải mi tâm mà là bả vai dựa theo tình huống bình thường bả vai khoảng cách xa hơn một chút nhìn tốc độ trường kiếm của trương gia gia chủ nhất định rơi vào trên đầu của hắn trước nhưng chỉ cần hưng kiếm thánh tiếp tục công kích cổ tay tất nhiên sẽ rơi vào trên kiếm mang của hắn trước lấy trình độ sắc bén của kiếm mang sẽ bị chém đứt trước không làm bị thương được đối phương da mặt của hưng kiếm thánh co lại vẻ mặt càng thêm ngưng trọng vốn cho rằng tu vi của đối phương không cao thật muốn ra tay tùy tiện có thể vượt qua nằm mơ cũng không nghĩ đến thi triển ra toàn lực cũng chiếm không được một chút tiện nghi thanh niên trước mắt này tuổi không lớn lắm nhưng ánh mắt giống như có thể trước thời hạn nhìn thấu chiêu kiếm cùng động tác của hắn mỗi một lần đều liệu địch tiên cơ vừa ra tay liền phong tỏa toàn bộ thế công của hắn không chỉ như vậy, mấu chốt nhất là Đối phương dùng chiêu số giống y như đúc, còn là kiếm pháp cơ sở nhất trương gia. Lễ thượng vãng lai, có qua có lại. Tên như ý nghĩa, đây là chiêu số thăm dò, tiên lễ hậu binh, cùng người đối chiến, lấy lễ để tiếp đón, thăm dò lực lượng của đối thủ, sau đó lại tiến hành phản kích. Dùng một chiêu số thăm dò, liên tục phong bế hai lần công kích của hắn, thực lực và trình độ kiếm pháp của người này, đến cùng cao bao nhiêu. Ta không tin. Hưng kiếm thánh nhíu mày, biết không tránh né, cổ tay sẽ bị chém xuống, lần nữa lui về phía sau nửa bước, trường kiếm lại rung lên, hóa thành bầu trời đầy sao, đâm tới con mắt của Trương Huyền. Kiếm lạc phồng tinh. Chiêu này là hắn dùng gần 3 năm sáng tạo, đồng dạng không phải tuyệt chiêu đỉnh phong nhất, nhưng so với chiêu Cầm Long kiếm lợi hại hơn ít nhất gấp đôi. Ngưng tụ như hồng, trải rác giống như bầu trời đầy sao, không chỉ có công kích vật lý Đối với tinh thần cùng linh hồn cũng có tính mê hoặc cực lớn. Lần đầu tiên thi triển ra, xem như mộng kiếm thánh cũng thiếu chút bị thiệt thòi. Liên tục hai chiêu thất bại, hưng kiếm thánh không còn giữ lại chút nào. Thi triển chiêu số ra, trong tích tắc, Trương Huyền giống như lâm vào trong bầu trời đầy sao, bốn phía trống rỗng, như một chỗ giả lập không có khái niệm thời gian và không gian, tìm không thấy đông nam tây bắc, thậm chí không biết kiếm chiêu công kích tới từ chỗ nào. Giống như người đi vào tinh không ngôi sao bốn phía lớn nhỏ giống nhau bất kể tốc độ tiến lên bao nhanh vật tham chiếu thoạt nhìn không thay đổi nhìn bằng mắt thường giống như không có nhúc nhích thời khắc này trương huyền chính là như vậy kiếm khí đến cùng bao nhanh cách mình bao xa không có bất kỳ khái niệm gì lão sư trịnh dương nắm chặt trường thương toát ra mồ hôi lạnh lấy thực lực của hắn đơn độc đối mặt một kiếm này cũng không dám nói có thể chặn lại lão sư có thể bị nguy hiểm hay không trong ánh mắt gấp cáp, Trương Huyền ngồi dưới đất động, nhưng vẫn không có di động thân hình, cùng mới vừa rồi không có khác nhau chút nào, lần nữa đâm tới một chiêu lễ thượng vãng lai. Rầm. Kiếm khí cách trời sao còn một đoạn, tựa như đánh trúng vào một chỗ thiếu hụt. Trời sao sụp đổ, thiên địa dị tượng biến mất. Lộc cộc lộc cộc lộc cộc lộc cộc. Hưng kiếm thánh khí huyết quay cuồng, lần nữa lui về sau bảy tám bước, trong mắt tràn đầy khó tin cùng kinh hãi. Lễ thượng vãng lai, có thể phá vỡ kiếm lạc phồn tinh của ta. Cái này, làm sao có thể? Mặc dù chiêu này không thuộc về kiếm pháp đứng đầu nhất mà mình tu luyện, nhưng cũng không thể kinh thường, một chiêu số bình thường của đối phương liền phá giải, giống như dùng thái tổ trường quyền, đánh bại giáng long thập bát trưởng vậy, để cho người ta khó mà tin được. Ha ha! Trương Huyền nhẹ nhàng cười một tiếng, trong giọng nói mang theo mùi vị chỉ điểm Giang Sơn. Kiếm, lực lượng kéo dài, chỗ tâm ý đến, liền có thể phá địch, chiêu số chỉ là phụ trợ. Lễ thượng vãng lai, mặc dù là chiêu số đơn giản nhất, nhưng cũng bởi vì đơn giản, mới nắm giữ vô số biến hóa không thể dự đoán. Dùng ở trong tay cường giả, quy lực mạnh hơn. Giống như một hán tử say, cầm kiếm chém loạn, ngươi căn bản không biết chiêu tiếp theo của hắn sẽ chỉ nơi nào, càng không rõ ràng có phải muốn giết ngươi hay không. Đương nhiên, tu luyện giả có thể tiện tay đánh bại hán tử say, là bởi vì tuy chiêu số của hắn không xác định, nhưng không có tính nhắm vào. Chiêu số đơn giản, thi triển ra có tính nhằm vào, liệu địch tiên cơ, nắm giữ mục tiêu tấn công, sẽ có thể đánh bại địch giành chiến thắng. Vừa rồi ngươi thi triển kiếm lạc phùng tinh, mặc dù chiêu số ảo diệu có một không hai, tinh khí thần sẽ bị khóa chặt, khó mà trốn tránh, nhưng muốn khóa chặt tinh thần của đối thủ, nhất định phải có môi giới câu thông, mà cái môi giới này chính là sơ hở trong chiêu số của ngươi vừa rồi ta dùng chiêu số, mặc dù đơn giản, nhưng lại tìm được vị trí này, nhẹ nhàng đâm rách là đương nhiên. Bởi vậy chiêu kiếm của ngươi không chiến mà tự tan. Như xây dựng nhà cao tầng, đừng xem tính toán chính xác, chút xíu không kém. Nhưng chỉ cần ở chỗ mấu chốt nhất lấy đi một viên gạch, liền có khả năng dẫn đến cả kiến trúc biến thành phế tích. Chiêu số đơn giản, chưa chắc là chuyện xấu, có đôi khi dùng tốt, ngược lại sẽ đưa đến hiệu quả cực cao. Nói đến đây, Trương Huyền nhìn lại, than thở một tiếng. Trương tộc trưởng, ngươi quá câu nệ ở võ kỹ và chiêu số. Ta. Hưng kiếm thánh hơi đỏ mặt. Là một trong mấy người dùng kiếm mạnh nhất đương đại, bị gia hỏa hư hư thực thực là con của hắn giáo huấn, khuôn mặt có chút che không được. Không cần xấu hổ, lấy tuổi tác của ngươi, có thể tu luyện ra kiếm chiêu, kiếm ý như vậy, đã cực kỳ khó được. Trương Huyền mỉm cười. Nếu không như vậy đi, chỉ cần nguyện ý ta có thể chỉ điểm ngươi thiếu hụt trong kiếm chiêu để ngươi tiến thêm một bước hì hì mộng kiếm thánh nghe được lời này của trương huyền cũng nhịn không được nữa cười run rẩy hết cả người không hổ là nhi tử của vương mộng á nàng muốn dạy lão tử kiếm pháp quả nhiên có khí phách nói hay lắm nàng nhịn không được la lên tên này đã sớm bành trướng bây giờ bị nhi tử đã kích cảm giác thật sảng khoái cái này Nghe được tiếng la của nàng, tất cả danh sư cửu tinh cùng cao thủ trương gia, từng cái hai mặt nhìn nhau. Vị trương gia chủ mẫu này, đến cùng ở bên nào? ngụy Như Yên, Vương Dĩnh cũng không hiểu ra sao, chồng mình bị đánh, bị giáo huấn còn vui vẻ như thế, đầu óc người trương gia quả nhiên đều có vấn đề. Nhìn thấy vợ cười sắp từ không trung rơi xuống, vẻ mặt thanh niên trước mắt thành thật, hưng kiếm thánh suýt chút nữa thổ huyết, vẻ mặt hắn cực kỳ khó coi. Nếu không phải tu dưỡng cao, chỉ sợ sẽ trực tiếp nổ tung nghe đạo có trước sau ta chỉ là ở trên kiếm thuật lý giải hơi mạnh hơn ngươi mà thôi cùng ngươi nghiên cứu thảo luận chớ nên căng thẳng trương huyền nói không cần hưng kiếm thánh hất ống tay áo khẽ nói nghiên cứu thảo luận vẫn là chờ tỉ thí xong lại nói ta còn có một chiêu nếu như ngươi ngăn cản được mới coi như chân chính vượt qua ta phần phật hưng kiếm thánh nói xong cũng không cần đối phương trả lời, hừ lạnh một tiếng, trường kiếm lăng không, lần nữa đâm tới. Trương Huyền lắc đầu, thân thể vẫn bất động, ngón tay nhẹ nhàng xoay tròn, lần nữa điểm tới. Vẫn là lễ thượng vãng lai, nhưng lần này kiếm chiêu càng thêm sắc bén, vừa xuất hiện liền đâm phá không gian, chỗ kiếm mang đi tới, xuất hiện vết rách đen kịch. Đây là kiếm khí phá hư. Chỉ bằng vào kiếm khí, có thể đâm rách hư không, xé rách không gian, đây là lực lượng vượt qua thánh vực cửu trọng mới có thể thi triển ra hắn không phải mới động hư cảnh sao làm sao lại mạnh như vậy tất cả mọi người đều biến sắc đặc biệt là đám người trương vô ngân u nhược tâm từng cái khuôn mặt trắng bệch cực kỳ khó tin trương huyền này là dựa vào lôi đình mới làm cho bọn họ cực kỳ chật vật nhưng thực lực bản thân thật không đáng cười một cái lúc nào cường đại như vậy nếu trước đó mạnh như vậy nói đi là đi Nói đến là đến, căn bản không phải bọn họ có thể ngăn cản. Cái này, cái này. Nhậm Thanh Viễn cũng trợn mắt. Sớm biết Trương Huyền này là danh sư nắm giữ thực lực như thế, đánh chết cũng không ban bố lệnh truy nã. Loại thực lực này đã có thể so với Thái thượng trưởng lão, xem như hắn cũng không có tư cách xử lý. Khó trách có thể dạy dỗ nhiều học sinh lợi hại như vậy. Nhậm Thanh Viễn nuốt ngụm nước bọt, quay đầu nhìn về phía đám người Trịnh Dương chỉ thấy mấy học sinh của hắn, tất cả đều là vẻ mặt đương nhiên, dường như đã sớm biết, đối mặt loại sự tình này, lão sư có thể giải quyết dễ như trở bàn tay. Tự hồ ở trong lòng bọn họ, coi như Trương Huyền nắm giữ lực lượng mạnh hơn cũng rất bình thường. Quái thai, một đám quái thai. Nhậm thanh viễn siết chặt nắm đấm, thân thể run rẩy. Trầm. Trong ánh mắt khiếp sợ của mọi người, kiếm khí của Trương Huyền đi tới trước mặt hưng kiếm thánh, người sau cũng không cam chịu yếu thế, trường kiếm trung rẩy hóa thành một đạo kiếm mang đâm tới cổ họng của Trương Huyền. Đoạt mệnh tam kiếm. Nhìn thấy chiêu này, mộng kiếm thánh giật nảy mình. Đoạt mệnh tam kiếm là tuyệt chiêu bảo vệ tính mạng mà nàng và hưng kiếm thánh tu luyện nhiều năm, vốn nghĩ lúc gặp nguy hiểm sẽ sử dụng, không nghĩ tới lần đầu tiên diện thế, vậy mà dùng ở trên người nhi tử. Cổ tay khẽ đảo, trường kiếm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, đang định xông tới cứu người, chỉ thấy trương huyền ngồi dưới đất mỉm cười đột nhiên mở miệng ngừng trầm không gian bốn phía giống như bị hắn một lời đóng băng trường kiếm sắc bén vô song của hưng kiếm thánh trong nháy mắt dừng tại chỗ giống như cá bị đông ở trong nước đi lần nữa nhẹ nhàng hết một tiếng kiếm khí ở đầu ngón tay hắn điểm lên kiếm chiêu của đoạt mệnh tam kiếm lập tức sụp đổ hưng kiếm thánh như gặp phải trọng kích vẻ mặt trắng bệch liên tiếp lui về phía sau Ngươi, ngươi. Đây là một lời phong tỏa không gian. Con mắt của Hưng kiếm thánh trợn tròn, sợ tới mức run rẩy. Một lời phong tỏa không gian, đây là cổ thánh mới có thể làm được, ma âm sư hiện nay không ai có thể làm được, hắn lại hoàn thành, làm sao có thể? Không tính một lời phong tỏa không gian, chỉ là tâm cảnh của ngươi yếu kém, lời của ta ảnh hưởng ngươi, để ngươi ngừng vận chuyển chân khí mà thôi." Trương Huyền nói. Luyện hóa đường chủ lệnh thực lực có thể xưng vô địch dưới cổ thánh nhưng muốn thi triển ra một lời phong tỏa không gian mà ma âm sư mới có thể sử dụng còn làm không được sở dĩ có thể để cho đối phương dừng lại giống như hắn nói vận dụng tâm cảnh khắc độ có thể so với dương sư lại thêm sư ngôn thiên bẩm cùng sư giả chi tâm ngôn xuất pháp tùy lúc này mới thoáng cái dựng lên kỳ công thật ra thì coi như không cần chiêu này nhờ vào lực lượng bây giờ của hắn đánh bại cũng dễ như trở bàn tay nhưng còn lâu mới rung động như trước mắt. Lợi hại, lợi hại. Hưng Kiếm Thánh suy tư một chút, cuối cùng hiểu được, con mắt sáng lên, lần nữa nhìn về phía thanh niên trước mắt, lại không còn chút tức giận, ngược lại càng xem càng thỏa mãn. Lúc trước Nhi Tử sinh ra đời, liền huyên náo động tĩnh cực lớn, biết không tầm thường, về sau xuất hiện biến cố, vốn cho rằng thiên tư sẽ mai một, không thể đạt tới huy hoàng trước kia. Nhưng nằm mơ cũng không nghĩ đến lần nữa nhìn thấy so với tưởng tượng còn mạnh hơn không cần hỏi cái này nhất định là con của ta cũng chỉ có hắn mới có thể có loại năng lực cùng thủ đoạn như vậy hưng kiếm thánh càng nghĩ càng vui vẻ cười ha ha một tiếng nhìn lại ngay cả đoạt mệnh tam kiếm mạnh nhất của ta cũng có thể phá giải ta nhận thua vậy thì nhận thua trương huyền sững sờ còn tưởng rằng đối phương sẽ tiếp tục vướng víu thẳng đến bị thương không nghĩ tới nhận thua dễ dàng như thế. Việc này quan hệ tới mặt mũi trương gia, vẫn có thể nhẹ nhõm thả xuống như vậy, đối với vị gia chủ trước mắt này, cảm quan lập tức cốt hơn nhiều. Không sai, tiếp tục đánh xuống sẽ càng thêm mất mặt, còn không bằng sản khoái thừa nhận. Hưng kiếm thánh cười ha ha. Thua người khác, khẳng định nhẫn không nổi, nhưng thua nhi tử, trong lòng ngược lại hết sức cao hứng. Tộc trưởng Trương vô ngân ở một bên không nghĩ tới, tộc trưởng tự mình ra tay cũng thua, khuôn mặt lo lắng. Nhận thua, trương gia không chỉ không truy cứu, còn phải xin lỗi đối phương, để nhất gia tộc truyền thừa vài vạn năm, lúc nào nhận qua sỉ nhục như vậy. Ngươi muốn nói cái gì, ta biết, nhưng quyết định của ta, chính là gia tộc quyết định, sẽ không sửa đổi. Hưng kiếm thánh khoát tay áo, chẳng muốn tiếp tục nói nhảm, lần nữa nhìn về phía thanh niên trước mắt, dừng lại phút chốc, đổi thành truyền âm. Trương sư, ta muốn hỏi thăm ngươi một sự tình mong có thể trả lời trương gia chủ có chuyện cứ hãi nếu trương mổ có thể nói nhất định biết gì nói hết không giấu giếm trương huyền gật đầu có thể chủ động thừa nhận thất bại hơn nữa cự tuyệt trương vô ngân khuyên nhủ vị trước mắt này coi như rất có phong độ là như vậy khuôn mặt hưng kiếm thánh có chút xấu hổ khẩn trương nhìn qua trên mông ngươi có một cái bớt màu đỏ hay không bớt trên mông Trương Huyền sững sờ. Sau khi xuyên tới đây, cái thân thể này tắm qua không biết bao nhiêu lần, từng kỹ càng quan sát, trên mông quả thực có cái bớt, chỉ bất quá đây là việc riêng tư, hầu như không người biết được, làm sao đối phương biết được. Chẳng lẽ cũng giống như mình, có cái thư viện, có thể tiến hành dò xét. Chẳng qua. Bớt người người đều có, cũng không phải thiếu hụt gì, coi như thư viện cũng dò xét không ra nha. Huống chi hắn là diễn hư thể, thiên cơ cũng suy tính không ra, chớ nói chi là dò xét. Ngươi Trương Huyền nhịn không được nhìn lại. Sinh nhật của ngươi là ngày 10 tháng 9. Thấy hắn thừa nhận, Hưng Kiếm Thánh khó kìm được kích động trong lòng, tiếp tục hỏi. Sinh nhật Ta là cô Nhi, không biết sinh nhật là ngày nào. Trương Huyền kỳ lạ Tiền thân của hắn từ nhỏ đã phiêu linh bên ngoài, không cha không mẹ, không nhà để về, chỉ biết hiện tại 20 tuổi, sinh nhật lúc nào thật không nói ra được nói thật với ngươi thấy thanh niên trước mắt càng ngày càng mê hoặc hưng kiếm thánh nhịn không được nữa nếu như không sai ngươi hẳn là con trai mất tích của ta con của ngươi trương huyền ngẩn ngơ đầu óc nổ tung ngươi nói là vị tiểu thiên tài kia vị hưng kiếm thánh này không chỉ là trương gia gia chủ càng là cha của tiểu thiên tài nói mình có thể là con trai đối phương chẳng phải tương đương với nói mình là vị kia. Mặt mũi trương huyền thẫn thờ, trong đầu hỗn loạn. Ngày ngày oán hận, vị tiểu thiên tài kia muốn cưới lạc nhược hy, hận không thể đánh đối phương một trận tơi bời trút giận, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ đến, lại là bản thân. Không đúng, ta chuyên môn đo lường qua huyết mạch, cùng trương gia không có bất cứ quan hệ nào. Trương huyền vội vàng nhìn qua. Trước đó từng hoài nghi mình có phải người hay trương gia không, bởi vậy còn chuyên môn mượn huyết dịch của trương cửu tiêu lấy được kết quả lại là không có bất cứ quan hệ nào nếu nói bản thân đo lường không đúng nhưng hắn còn chuyên môn đi qua huyết trì của trương gia không có cảm ứng chút nào các loại dấu hiệu đều cho thấy cùng trương gia không có nửa xu quan hệ sao đột nhiên xuất hiện một cái phụ thân sự tình huyết mạch dính dáng cực lớn sau này ta sẽ nói tỉ mỉ cho ngươi nếu như ngươi không tin có thể cùng nàng đo lường coi như huyết mạch trương gia trong cơ thể ngươi không tồn tại nhưng huyết mạch mẫu thân sẽ không xuất hiện vấn đề gì hưng kiếm thánh lắc đầu nhìn mộng kiếm thánh vẫy tay người sau thấy hai người truyền âm biết chắc nói cái gì khuôn mặt kích động vội vàng bay tới đo lường như thế nào trương huyền chần chờ một chút hỏi lấy thực lực cùng địa vị của đối phương không cần thiết nói dối hơn nữa có thể nói ra hắn có bớt ở mông thì nhất định có căn cứ nhất định nếu không không có khả năng lấy danh dự của mình nói đùa đã như vậy không bằng đo lường xem là thật hay giả cũng coi như có kết quả rõ ràng nếu không mặc kệ là mình hay đối phương trong lòng khẳng định đều ghi nhớ nghi ngờ nếu thật là vị tiểu thiên tài mất tích kia cứ lạc nhược hy sẽ không có lực cản gì nữa tất cả thuận lý thành chương không phải cũng không sao đợi đối phương nói xin lỗi sẽ không có bất kỳ liên quan gì tới trương gia nữa có thực lực bây giờ lạc gia trương gia lại như thế nào không phục đánh phục là được mặc dù đột nhiên nhiều ra cha mẹ rất lạ lẫm nhưng kiếp trước hắn là cô nhi chỉ cần cố gắng ở chung tiếp nhận hẳn không khó đưa cho ta một giọt máu mộng kiếm thánh truyền âm tới ngón tay vung lên một giọt máu tươi của trương huyền bay ra mộng kiếm thánh hít sâu một hơi lấy ra một cái ngọc bài đặt huyết dịch lên trên cũng đâm rách ngón tay ông Hai giọt huyết dịch rơi vào chung một chỗ, nhanh chóng dung hợp, kêu khẽ một tiếng, ngọc bài phóng ra ánh sáng màu đỏ nhạt, chói lóa mắt. Quả nhiên. Hốc mắt mộng kiếm thánh lập tức đỏ lên, xoay người nhìn lại, thân thể kích động không ngừng run rẩy. "Ngươi gọi Trương Huyền đúng không? Con trai, ta rốt cuộc tìm được ngươi." Trương Huyền choáng váng nhìn ngọc bài. Hắn nhận ra thứ này là một loại pháp bảo đặc thù kiểm tra huyết mạch, nắm giữ huyết mạch thân nhất huyết dịch tương dung không nói, còn có thể phóng ra ánh sáng màu đỏ nhạt. Nói cách khác, đối phương nói không sai, máu của hắn và vị mộng kiếm thánh trước mắt này hoàn mỹ dung hợp, thuộc về chí thân. Mình thật sự là con trai của hưng mộng kiếm thánh. Là tên tiểu thiên tài trong lòng ghét nhất kia. Chẳng lẽ từ nơi sâu xa tự có thiên ý? Không chỉ thuận miệng nói dương sư tồn tại chân thực, duyên phận cùng lạc nhược hy cũng đã định trước. Ha ha, rốt cuộc tìm được. Hưng kiếm thánh thở vào nhẹ nhõm, cất tiếng cười to. Trước đó, mặc dù trong lòng cảm thấy không sai, nhưng cũng không dám chân chính xác nhận, hiện tại huyết dịch dung hợp, xác định rõ ràng, không còn chút nghi ngờ. Trương gia chủ, xảy ra chuyện gì? Thấy hai người sau khi đánh xong, lại truyền âm, lại kích động, nhậm thanh viễn nhịn không được hỏi. Nhậm đường chủ, trương gia chúng ta cùng trương huyền biến chiến tranh thành tơ lụa, chuyện lúc trước sẽ không truy cứu. Mặt khác, cũng hy vọng danh sư Đường cho Trương gia chút thể diện, thủ tiêu lệnh đuổi bắt. Hưng kiếm thánh ông quyền. Thủ tiêu lệnh đuổi bắt. Cái này. Nhậm Thanh Viễn tràn đầy khó tin. Trước đó Trương gia kêu gào hung nhất, sao không chỉ không truy cứu, còn muốn mình thủ tiêu lệnh đuổi bắt? Lệnh đuổi bắt danh sư Đường đã ban bố, rất khó thủ tiêu, trừ khi có nguyên nhân đặc thù gì, đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhậm Thanh Viễn nhịn không được hỏi lệnh đuổi bắt của danh sư đường nói ban bố liền ban bố nói thủ tiêu liền thủ tiêu mà nói uy nghiêm ở đâu coi như thật muốn thủ tiêu cũng phải có lý do thích hợp mới được tuyệt không phải các ngươi đánh một trận tùy tiện cá cược liền xong việc trương huyền trương sư chính là tiểu thiên tài mất tích của trương gia ta vừa rồi ta đã dùng huyết mạch kiểm tra chuẩn xác không sai hưng kiếm thánh nói lão sư là tiểu thiên tài của trương gia đám người trịnh dương hai mặt nhìn nhau bọn họ đi theo lão sư từ thiên huyền vương quốc tới từ một nghèo hai trắng mãi cho đến hiện tại sao lại biến thành đệ tử hạch tâm nhất của trương gia vị tiên thiên thánh nhân trong truyền thuyết kia điều đó không có khả năng ta đo lường qua huyết mạch của hắn cùng trương gia không có quan hệ gì trương vô ngân càng khó tin nhìn không được gào thét nhi tử của ta sao lại nhận sai hưng kiếm thánh không thèm để ý đối phương hừ lạnh một tiếng. Trương Vô Ngân, thân là trưởng lão gia tộc, lại muốn đuổi bắt gia chủ, thậm chí còn thống hạ sát thủ, tự quay về trưởng lão viện tiếp nhận trừng phạt đi, chớ ép ta tự mình động thủ. Ta! Thân thể Trương Vô Ngân nhoáng một cái, vẻ mặt trắng bệch. Đối phương nói không sai, nếu như xác nhận vị trước mắt này là tiểu thiên tài, nói cách khác là gia chủ chân chính, động thủ với gia chủ. Chỉ điều này, liền đủ xử tử không biết bao nhiêu lần hắn là con của ngươi. Nhậm thanh viễn mở to hai mắt nhìn, cũng cực kỳ khó tin. Gia hỏa này từ thiên huyền vương quốc tới, không có bất kỳ bối cảnh gì, sao lại thành trương gia gia chủ. Nếu thật như vậy, trương gia thật có lý do để hắn thủ tiêu lệnh đuổi bắt. Không sai, không thể giả được. Hưng kiếm thánh cười ha ha, hưng phấn lộ rõ trên mặt. Sau khi nhi tử mất tích, tìm kiếm khắp nơi, hao tốn không biết bao nhiêu tinh lực, cũng lo lắng đề phòng trọn 20 năm, hiện tại được như nguyện xuất hiện ở trước mặt thực lực càng cường đại hơn hắn dạy ra học sinh đều ở địa vị cao từng cái khoáng tuyệt của kim có con như thế còn cầu mong gì trong nháy mắt cảm thấy mình là người may mắn nhất trên thế giới trương gia các ngươi đã hòa giải hắn lại là thiên tài trương gia quả thực không thể truy cứu nữa nếu như hai thế lực lớn khác cũng có thể hòa giải thủ tiêu lệnh truy nã cũng không tính là gì nhậm thanh viễn dừng lại một chút sau đó nói đổi lại những người khác, cho dù hòa giải, danh sư đường cũng sẽ cho đối phương đánh đổi khá nhiều, mà bây giờ. Tới năm học sinh, độc điện điện chủ, đại năng vu hồn sư, chiến sư đường đường chủ tương lai, viên gia thiếu chủ, khải linh sư công hội hội trưởng. Bản thân càng là trương gia gia chủ, còn xử phạt thế nào? Không có xử phạt liền để mười mấy vị danh sư cửu tinh của danh sư đường hắn suýt chút nữa vẫn lạc, thật muốn tiếp tục nữa, toàn bộ danh sư đường còn không bị đập tan. Giờ phút này trương gia đã yêu cầu, có thang đi xuống, hắn cũng chẳng muốn từ chối. Cái này đơn giản. Hưng kiếm thánh cười ha ha, ngẩng đầu nhìn về phía U nhược tâm cách đó không xa. U trưởng lão, chúng ta cũng coi như quen biết đã lâu, từng cùng một chỗ luận bàn võ công, không biết có thể bán trương mổ một chút tình mọn, về sau trương mổ nhất định đến nhà cảm tạ, đền bù thiệt hại của băng nguyên cung. Đây không phải vấn đề thiệt hại, mà là mặt mũi. Hắn là thiên tài của trương gia các ngươi lại như thế nào? Để cơ nghiệp vài vạn năm của băng nguyên cung ta hủy hoại chỉ trong chốc lát, cướp đi thiếu cung chủ, hủy căn cơ của ta, sớm đã không đội trời chung. U nhược tâm trắng răng. Băng nguyên cung không còn thiếu cung chủ thuần âm thể, lại thêm lần này nguyên khí tổn hao nhiều, về sau biến thành thế lực tam lưu chỉ là vấn đề thời gian. Thế lực huy hoàng vài vạn năm vẫn lạc ở trong tay nàng, tuyệt không phải nói xin lỗi liền có thể giải quyết. Thấy nàng tràn đầy tức giận, Hưng Kiếm Thánh còn chưa kịp trả lời, liền nghe một thanh âm tức giận vang lên. Không đội trời chung, như thế nào, ngươi còn muốn động thủ với nhi tử của ta hay sao, động một cái thử xem, tin hiện tại ta liền giết tới Băng Nguyên cung ngươi không? Nhi tử ta chỉ hủy một chút kiến trúc của các ngươi, nếu ta đi qua, bảo đảm để tất cả trưởng lão của các ngươi một cái cũng không sót lại. Chính là Mộng Kiếm Thánh. Mới vừa nhìn thấy nhi tử, lòng tràn đầy hưng phấn, thấy chồng xin lỗi, đối phương còn không cảm kích, liền nhịn không được hét lớn một tiếng. Trước đó nhìn các nàng rất thảm, liền không có truy cứu sự tình đuổi giết nhi tử, không nghĩ tới còn không buông tha, làm sao, chê chúng ta dễ khi dễ. Thực lực cuối cùng mộng kiếm thánh, ta không phải đối thủ, muốn đồ sát băng nguyên cung ta, cũng không thể ngăn cản, nhưng không phục nhân tâm, tuy trương gia mạnh, cũng không thể một tay che trời. U nhược tâm cắn răng. Ta liền một tay che trời, ngươi có thể làm gì ta. Thấy người này còn muốn giả bộ anh hùng, Mộng Kiếm Thánh đột nhiên giận dữ, lại không để ý tới nói chuyện với Trương Huyền, thân thể mềm mại nhoáng một cái đi lên không, trường kiếm trong tay nâng lên, muốn ra tay với đối phương. A à Mộng, bất giận, bất giận. Thấy vợ nổi nóng, Hưng Kiếm Thánh giật nảy mình, vội vàng ngăn lại. Tuy thực lực của U Nhược Tâm không tính là gì, nhưng nàng đại biểu là Băng Nguyên cung, thật muốn ở trước mặt đám người nhậm Thanh Viễn giết xem như trương gia cũng không dễ chịu. Có còn phải nam nhân hay không? Có người bắt nạt con của ngươi, không ra mặt thì thôi, còn muốn cản ta. Mộng kiếm thánh nhớ mày. Ta. Hưng kiếm thánh ngượng nghịu. Ta là hòa giải nha. Hòa giải hữu dụng sao, tu luyện làm gì? Mộng kiếm thánh hất ống tay áo. Không đồng ý, vậy đánh đến nàng đồng ý, vương mộng ta á tung hoành đại lục lâu như vậy, chưa bao giờ chú ý lấy đức phục người, mà dựa vào là nắm đấm cùng kiếm pháp, không phục, đánh tới phục mới thôi. Cái này, hưng kiếm thánh lông mày nhảy loạn, không biết nên trả lời thế nào. Tính cách của vợ, hắn biết rất rõ ràng, cũng bởi vì như vậy, ở trương gia cũng làm ầm ĩ nhiều lần, u nhược tâm thật muốn tiếp tục truy cứu, nàng thật dám náo động đến long trời lỡ đất. Vị mẫu thân này của lão sư, thật đúng là đủ, mãnh liệt. Đám người trịnh dương nuốt nước bọt, trận mắt lên vị mẫu thân mới vừa xuất hiện của lão sư quả nhiên đủ bá đạo băng nguyên cung cũng muốn trực tiếp diệt khó trách lão sư chưa bao giờ chịu thiệt có ghen như vậy người dám hại hắn không bị chơi chết mới quái trương huyền cũng lông mày nhảy loạn trước đó đối với cha mẹ đột nhiên toát ra còn có chút chống đối nhìn thấy mẫu thân như thế liền cảm thấy quá hợp khẩu vị lòng tràn đầy vui vẻ mộng kiếm thánh bớt giận đánh nhau không giải quyết được vấn đề thấy vị này làm ầm ĩ nhậm thanh viễn có chút nhịn không được mở miệng nói không giải quyết được nếu ngươi biết không giải quyết được vì sao mang nhiều danh sư cửu tinh tới vây quét nghi tử ta như vậy có phải cảm thấy hắn dễ khi dễ hay không như vậy ta không đánh u trưởng lão cũng được ngươi để cho ta đánh một trận dù sao ngươi cũng xuất thủ với nghi tử của ta mộng kiếm thánh bỗng nhiên xoay người lại nhìn về phía nhậm thanh viễn cụ cụ, ngươi có thể coi như vừa rồi ta chưa hề nói chuyện. Gia đầu Nhậm Thanh Viễn nổ tung, chỉ một mình mộng kiếm thánh, hắn còn không sợ, mấu chốt là hưng kiếm thánh liên hợp. Liền khó có thể đối phó. Hưng kiếm thánh thân là Trương gia gia chủ, mặc dù rất đáng tin cậy, biết đại thể, có chừng mực, nhưng là một sủng thê cuồng ma, vợ thật bị bắt nạt, hắn có thể chọc thủng trời. Năm đó thời điểm bọn họ xông xáo giang hồ, cũng có chút thế lực nhỏ không có mắt chọc phải mộng kiếm thánh hưng kiếm thánh xông tới suýt chút nửa diệt môn đối phương dù sao hai vợ chồng này không có một cái đèn đã cạn dầu đặc biệt là nữ nhân trước mắt quả thực chính là thùng xăng vừa đốt sẽ nổ lúc tuổi còn trẻ không sợ trời không sợ đất từng huyên náo thánh tử điện gà bay chó sủa sau đó nghỉ học vốn cho rằng gả cho người sinh hài tử tính tình sẽ khá hơn một chút không nghĩ tới vẫn như vậy mộng kiếm thánh ta biết thực lực ngươi mạnh nhưng băng nguyên cung ta chắc chắn sẽ không lùi bước, trừ khi ngươi thật giết đến chúng ta không còn một người, nếu không, dùng vũ lực ép, muốn chúng ta nhịn xuống cơn giận này, nằm mơ. U nhược tâm trắng răng, nâng đầu lên, trong ánh mắt mang theo kiên định. Vì băng nguyên cung có thể càng ngày càng mạnh, nàng không quan tâm vạn thế bêu danh, càng không quan tâm sau này cung chủ có thể ghi hận hay không. Vì trước mắt này, coi như thực lực mạnh, có thể giết nàng lại như thế nào vị trương huyền kia làm hại ban nguyên cung các nàng biến thành phế tích càng mang thiếu cung chủ đi sớm đã không thể hóa giải vậy thì tốt ta xem ngươi nhìn nổi không thấy tính tình của đối phương còn cứng đầu hơn mình mộng kiếm thánh dơ trường kiếm lên đang muốn động thủ liền nghe một thanh âm nhàn nhạt vang lên xin sư tổ mẫu bớt giận chuyện này để ta tự mình tới xử lý ầm ầm tiếng nói kết thúc kén tầm trước mắt trương huyền đột nhiên phóng ra khí tức kinh người xông thẳng lên trời tựa như muốn xé rách bầu trời triệu nhã hoàn thành đúc lại kinh mạch thiếu thiếu cung chủ nghe được thanh âm này con ngươi của u nhược tâm co rụt lại vội vàng nhìn qua chỉ thấy kén tầm từng tầng từng tầng vỡ vụn trước đó còn tản mát ra khí tức dị linh tộc giờ phút này phóng ra khí tức hàng băng tinh thuần tựa như lúc nào cũng có thể tỏa ra mấy vạn cây số biến thành hầm băng hô một thân ảnh từ trong đó bay lên càng ngày càng cao vô số linh khí vây quanh bốn phía thân thể hơi nước trên không tiếp xúc lập tức tạo thành một bộ quần áo băng tuyết ánh mặt trời chiếu xuống lóng lánh ánh sáng mang theo khí tức băng hàng thấu xương đây là thuần âm thể kích hoạt hoàng mỹ thân thể u nhược tâm cứng đờ không ngừng run rẩy các đời cung chủ băng nguyên cung mặc dù kích hoạt thuần âm thể nhưng khoảng cách hoàng mỹ còn kém rất lớn trong truyền thuyết kích hoạt thể chất hoàng mỹ có thể khống chế tất cả lực lượng thuần âm trong thiên địa, tiện tay có thể đóng băng vạn dặm. So với tiên thiên độc thể cũng không hề yếu, thậm chí còn mạnh hơn. Ngay cả tổ sư khai phái băng nguyên cung cũng không làm được, để âm dương bổ sung, cũng chỉ miễn cưỡng kích hoạt mà thôi, không nghĩ tới vị trước mắt này, vậy mà hoàng mỹ kích hoạt. Không phải kinh mạch của nàng vỡ vụn, tất cả tu vi đều hủy hoại chỉ trong chốc lát sao. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Là đại sư tỷ đám người trịnh dương siết chặt nắm đấm từng người tràn đầy hưng phấn cũng không tệ lắm trương huyền thở vào nhẹ nhõm dùng kinh mạch đồ mới giúp đối phương đúc lại kinh mạch quả nhiên giống như tưởng tượng không chỉ thực lực phục hồi càng kích hoạt thuần âm thể như vậy thực lực triệu nhã cũng thuận lợi đột phá thánh vực cửu trọng đạt đến cảnh giới cao thâm khó dò chân chính thành công cũng coi như không lãng phí một phen tâm huyết là ta linh khí biến mất thân ảnh nữ hài xuất hiện ở trước mặt mọi người băng tuyết làm thành quần áo cả người tựa như băng tuyết nữ vương thuộc hạ u nhược tâm bái kiến cung chủ u nhược tâm quỳ xuống đất thuần âm thể mở ra trực tiếp trở thành cung chủ đây là các đời quy định thiếu cung chủ trước mắt không chỉ kích hoạt còn đạt đến hoàng mỹ đã thành người cầm lái băng nguyên cung chân chính rất tốt ngươi đã nhận ta làm cung chủ ta liền tuyên bố quy định mới của băng nguyên cung triệu nhã chấp hai tay sau lưng nhàn nhạt nhìn qua từ hôm nay trở đi trương huyền trương sư là ân nhân lớn nhất của băng nguyên cung bất luận đệ tử nào nhìn thấy đều phải lấy lễ lão sư đối đãi không được đi quá giới hạn nếu như làm trái trục xuất khỏi băng nguyên cung người người trừ diệt vâng âm thanh của u nhược tâm run rẩy lão sư vì giúp ta kích hoạt thể chất tiêu tốn vô số tâm huyết ngươi lại cùng người danh sư đường tiến hành đuổi bắt trở lại băng nguyên cung giam vào thanh phạm điện bản thân tự kiểm điểm không có mệnh lệnh không được đi ra triệu nhã lạnh lùng nói còn nữa thả mẹ ta ra để nàng tự do mẫu thân bởi vì phá hư quy cũ bị đại trưởng lão giam giữ giờ phút này thành cung chủ nắm giữ quyền lợi chí cao vô thượng tự nhiên phải lập tức cứu mẹ ra vâng u nhược tâm vội vàng gật đầu rất tốt đi xử lý đi Triệu Nhã khoát tay áo, lúc này mới nhìn về phía Nhậm Thanh Viễn cách đó không xa. Nhậm đường chủ, vừa rồi mệnh lệnh của ta, chắc hẳn ngươi cũng nghe được, Trương Huyền là ân sư thụ nghiệp của ta, muốn đuổi bắt hắn, chẳng khác nào đối nghịch băng nguyên cung ta, mong đường chủ nghĩ lại. Cái này, lông mày Nhậm Thanh Viễn nhảy một cái. Không nghĩ tới băng nguyên cung cung chủ cũng biến thành học sinh của đối phương. Băng nguyên cung, độc điện, trương gia, khải linh sư công hội, chiến sư đường viên gia mỗi một thứ đều là thế lực dậm chân một cái đại lục sẽ oanh động ba lần giờ phút này tất cả đều nghe theo mệnh lệnh của một người chiêm sư nhậm thanh viễn nhịn không được nhìn về phía thánh tử điện quyền điện chủ cách đó không xa hiện tại ban nguyên cung trương gia đều nguyện ý hòa giải với trương sư thánh tử điện các ngươi làm sao bây giờ ta vẻ mặt chiêm sư rầu rĩ hiện tại hắn tuyệt đối là đâm lao phải theo lao Thánh tử điện so với băng nguyên cung, trương gia xem như yếu nhất, nhưng thân là thiên hạ đệ nhất học phủ, địa phương thai ngén vô số cao thủ, bị phá thành như thế, đã thương vô số trưởng lão, nếu như bỏ qua, về sau còn mặt mũi nào giáo thư dục nhân, truyền thụ thiên hạ. Mấu chốt nhất là, không thể bàn giao với những trưởng lão bị thương kia nha. Nếu như không truy cứu, các đời điện chủ của thánh tử điện nhất định sẽ không tha thứ ta. Cho nên chỉ có thể liều chết đánh một trận, dù chết cũng không thẹn với liệt tổ liệt tông. Chim sư cắn răng, ánh mắt kiên định. Hắn có thể lùi bước, nhưng thánh tử điện không thể lui. Nếu như để ngoại nhân biết, bởi vì đối phương là trương gia gia chủ, đồ đệ uy vũ liền bỏ qua, tôn nghiêm của thánh tử điện ở đâu? Cái này. Biết ý nghĩ của hắn, nhậm thanh viễn không biết khuyên can như thế nào cho thỏa đáng. Trương huyền thân là học sinh thánh tử điện, lại không nghe mệnh lệnh, đã thương trưởng lão cùng quyền điện chủ, phá hủy vô số kiến trúc, thật không truy cứu, thánh tử điện quả thực không mặt mũi nào đối diện thiên hạ. Trương gia chủ cũng không phải đối thủ của ngươi, thực lực của ta, tự nhiên cái gì cũng không tính, trương sư, ta mang quyền điện chủ lệnh đến, nếu như ngươi có thể chịu được một đòn, thánh tử điện ta coi như thôi. Chim sư làm ra quyết định, lăng không bay tới, nhìn về phía trương huyền cách đó không xa, cất cao giọng nói. Quyền điện chủ lệnh không sai lệnh bài này đại biểu thân phận của ta ẩn chứa ý niệm các đời cường giả là pháp bảo của thánh tử điện chỉ có quyền điện chủ mới có tư cách sử dụng thực lực của ta chỉ có thánh vực cửu trọng khẳng định không phải đối thủ nhưng sử dụng thứ này có lẽ còn có thể cùng ngươi đánh một trận đương nhiên có thể ngăn cản một đòn nói rõ thực lực của ngươi đã vượt xa phạm trù của thánh tử điện hiện nay tiếp tục truy cứu cũng không có ý nghĩa gì thánh tử điện cam nguyện nhận thua Kim sư nói: Mặc dù Thánh tử điện có tôn nghiêm, nhưng đối mặt tồn tại thắng không nổi, cũng không thể tránh được. Sử dụng quyền điện chủ lệnh công kích, nếu như thất bại, đại biểu các đời tiên tổ cũng không phải đối thủ, cho dù nhận thua cũng sẽ không hao tổn mặt mũi. Tốt." Trương Huyền nói. Bây giờ hắn có được lực lượng vô địch dưới cổ thánh, coi như quyền điện chủ lệnh lợi hại cũng không quan trọng, hẳn là có thể nhẹ nhõm chặn lại. Vậy thì tốt rồi. Nghe hắn đồng ý, chim sư khẽ vẫy tay, một cái lệnh bài lập tức xuất hiện ở trước mắt, phóng ra quang mang nhàn nhạt. Cắn nát đầu ngón tay, một giọt máu rơi lên, lệnh bài trở nên khô nóng, một cổ khí tức mạnh mẽ mà cường đại phát ra, giống như có thể đè sập đại địa. Các đời cường giả của thánh tử điện dùng ý niệm của bọn họ luyện thành quyền điện chủ lệnh, coi như không bằng điện chủ lệnh chân chính, nhưng uy lực không thể kinh thường. Yên tâm đi, thực lực của hắn ta cũng không phải đối thủ, sẽ không có chuyện gì. Thấy mộng kiếm thánh căng thẳng, Hưng kiếm thánh nắm chặt bàn tay nàng. Đi. Ầm ầm. Quyền điện chủ lệnh ở dưới chim sư khống chế, phát ra một tiếng đổ vang, thẳng tắp nghiền ép tới, còn chưa tới trước mặt, không gian liền vỡ vụn thành từng mảnh. Cái lệnh bài này, vậy mà trong nháy mắt thi triển ra lực lượng vượt xa thánh vực cửu trọng. Đến hay lắm. Cảm nhận được áp lực cực lớn, vẻ mặt của Trương Huyền cũng không bối rối. Ngược lại cười nhạt một tiếng, ngón tay duỗi ra. Giờ phút này, kinh mạch của Triệu Nhã đã hoàn thành đúc lại, cũng không cần tiếp tục ngồi dưới đất, sống lưng thẳng tắp, nhìn về phía lệnh bài bay tới, lực lượng trong cơ thể sôi trào, đang muốn khống chế không gian, bắt lại đồ vật trước mắt, đột nhiên con ngươi co rụt, thân thể kìm lòng không được cứng ngắc. Nguy rồi. Trương Huyền hô khẽ, ngay sau đó cảm thấy lực lượng trong cơ thể giống như thủy triều tán đi. Tinh khí thần cả người phản phất như trong nháy mắt bị rút khô, thân thể nhoán một cái, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Lực lượng của danh sư Đường Đường chủ lệnh đi vào cơ thể, vậy mà ở thời khắc mấu chốt này biến mất. Chẳng lẽ trước đó Khổng sư muốn nói, là lực lượng này dùng chỉ có 10 phút thời gian. Mắt Trương Huyền tối sầm lại, suýt chút nữa khóc lên. Trước đó Khổng sư không đáng tin cậy kia còn chưa kịp nói tỉ mỹ liền biến mất, hắn lần đầu tiên mượn dùng lực lượng của giọt nước cũng không rõ ràng có thể sử dụng bao lâu, vốn cho rằng tùy tiện sử dụng, ít nhất có thể vượt qua cục diện trước mắt, không nghĩ tới, chỉ có 10 phút đồng hồ. Thời điểm lực lượng còn, chặn lệnh bài kia dễ như trở bàn tay, nhưng nó biến mất, nhờ vào thực lực thánh vực bác trọng sơ kỳ của hắn, chỉ sợ còn chưa đụng phải, sẽ bị đập thành bánh thịt. ầm ầm Những ý nghĩ này ở trong ốc lóe lên một cái rồi biến mất, lệnh bài trên không đã đi tới trước mặt, nghiền ép xuống. Kẻo kẹt kẻo kẹt xương cốt toàn thân vang vọng trương huyền chỉ cảm thấy đầu sắp nổ tung bất cứ lúc nào cũng sẽ không chịu nổi chỉ có thể trốn biết không có lực lượng chống lại trương huyền hít sâu một hơi đang định nghĩ biện pháp chạy trốn ngay sau đó cảm thấy trên người có quan mang chiếu rọi ra lệnh bài run rẩy kịch liệt lạch cạch rơi ở trước mặt nằm rạp trên đất giống như chó xù nhìn thấy chủ nhân không ngừng run rẩy cái này trương huyền sững sờ lúc này mới thở vào nhẹ nhõm, quần áo sau lưng đã ướt đẫm. Trong lòng của hắn kỳ lạ, chim sư ở trên không thấy cảnh này, con ngươi co rụt lại, vẻ mặt trở nên trắng bệch. Hắn không có thi triển lực lượng, lại làm cho quyền điện chủ lệnh thần phục, trung lẫy bẫy, chỉ có một khả năng, cái kia chính là cố kỵ thân phận, người sau không dám tấn công. Quyền điện chủ lệnh ẩn chứa ý niệm của vô số tiền bối, có thể để cho nó kiên kỵ, chẳng lẽ hắn là... Cái này sao có thể? không phải phùng tử giật sao? Thế nào lại là hắn? Thân thể chim sư nhoáng một cái. Quyền điện chủ lệnh, chỉ có một khả năng thần phục, cái kia chính là gặp được điện chủ chân chính. Trước đó mặc dù biết điện chủ xuất hiện, nhưng một mực suy đoán là phùng tử giật, nằm mơ cũng không nghĩ đến, là vị trước mắt này. Náo loạn động tỉnh to lớn, suýt chút nữa phá hủy thánh tử điện, tất cả mọi người hận không thể bóp chết, giờ phút này lại đột nhiên nói ta là điện chủ cảm giác chấn động mạnh mẽ, để chim sư sắp nổi khùng. Nếu là điện chủ, thánh tử điện đều là của ngươi, cần làm ầm ĩ lớn như thế sao? Cái này khác phá nhà mình ở chỗ nào? Chim sư buồn bực, quay đầu nhìn Trương Vô Ngân, sau đó cảm thấy dễ chịu không ít. Cũng đúng, thánh tử điện phá lại hung ác, cũng không lợi hại bằng Trương Gia, tên này ngay cả nhà mình cũng phá, huống chi thánh tử điện. Trương Sư, ngươi là điện chủ. Chim Sư nhịn không được nữa, truyền âm tới ừm trương huyền nhẹ gật đầu sau khi nhận được điện chủ lệnh khôi thánh dặn dò trừ khi mở ra ba đạo phong ấn nếu không không cho phép chủ động nói ra thân phần có điều hắn không nói đối phương phán đoán ra không coi là vi phạm quy định giống như trước đó dân sư đoán được hắn cũng trực tiếp thừa nhận quả nhiên nghe được xác nhận thân thể chim sư lắc lư bản thân chỉ là một quyền điện chủ nho nhỏ hạ lệnh truy nã điện chủ chân chính, lá gan thật đủ lớn. May mắn lúc ấy đối phương trốn, thật muốn bị đánh chết ngay tại chỗ, sẽ thành tội nhân lịch sử. Chim sư, ngươi coi như nhận thua. Thấy lệnh bài ngã xuống đất, không có động tĩnh, nhậm thanh viễn nghi ngờ nhìn lại. Vừa rồi sử dụng quyền điện chủ lệnh uy lực rất lớn, nhưng còn chưa rơi vào trên đầu Trương Huyền, liền tự rụng xuống, người ngoài nhìn còn tưởng rằng hắn cố ý nhường. Ta nhận thua. Chim sư vội vàng gật đầu, lên tiếng. Vừa rồi luôn miệng nói, không đội trời chung, vừa ra tay liền nhường, chim sư, ngươi quá trò đùa đi. Đây là tôn nghiêm của thánh tử điện các ngươi. Khúc trưởng lão ở một bên cắn răng, băng nguyên cung, trương gia liên tiếp thần phục, vốn cho rằng vị này có thể kiên trì tới cùng, không nghĩ tới càng không có cốt khí. Trò đùa. Đây là sự tình nội bộ của thánh tử điện ta, còn chưa tới phiên người ngoài nhúng tay chim sư lắc đầu đưa tay thu quyền điện chủ lệnh về xoay người dặn dò từ hôm nay trở đi thánh tử điện ta tất cả lấy trương sư như thiên lôi sai đâu đánh đó mệnh lệnh của hắn chính là mệnh lệnh cao nhất nếu như có vi phạm trục xuất thánh tử điện vĩnh viễn không thu nhận người sai nghiêm trọng đánh chết tại chỗ thanh âm vang vọng bốn phía mang theo kiên quyết cái này chim sư coi như không gây thương tổn được hắn cũng không đến mức nghe hắn dặn dò nha vì cái gì ta không phục tất cả trưởng lão đi theo chim sư tới bắc trương huyền từng cái hai mặt nhìn nhau có chút choáng váng coi như ngươi đánh không lại đối phương không phải đối thủ cũng không đến mức làm cho cả thánh tử điện nghe theo mệnh lệnh chứ cái này không phù hợp đạo lý các ngươi muốn biết nguyên nhân chim sư nhìn qua vâng nếu như không biết nguyên nhân ta chắc chắn sẽ không tuân thủ mệnh lệnh này không sai coi như thánh tử điện chúng ta không phải đối thủ cũng sẽ không tùy ý khuất phục người khác tất cả trưởng lão của thánh tử điện cắn răng từng người mang theo ngạo khí vậy thì tốt ta nói cho các ngươi biết nguyên nhân thấy mọi người không hiểu chim sư lắc đầu thanh âm vang lên bởi vì trương huyền là tân nhiệm điện chủ của chúng ta tân nhiệm điện chủ có ý gì mọi người đều sững sờ không có ý tứ gì Hắn là tân nhiệm điện chủ được khôi thánh công nhận, cho nên quyền điện chủ lệnh của ta mới có thể chủ động thần phục, không dám công kích. Hắn xuất hiện, quyền điện chủ sẽ tự động thủ tiêu, phải nghe phân phó của hắn." Chim sư nói. "Thánh tử điện điện chủ, cái này." Tất cả trưởng lão đều bối rối. Không chỉ bọn họ, Trương gia gia chủ, Nhậm Thanh Viễn ở một bên cũng ngây người, giống như gặp yêu quái nhìn qua. Trương gia gia chủ lão sư của băng nguyên cung cung chủ hiện tại lại thêm một thân phận thánh tử điện điện chủ tam đại thế lực nguyên bản hận không thể lột da hắn vậy mà đều biến thành lực lượng có thể khống chế có cần khoa trương như vậy hay không nhi tử của ta lại thành thánh tử điện điện chủ mộng kiếm thánh cùng hưng kiếm thánh nhìn nhau con mắt trợn tròn tìm được nhi tử đã rất vui mừng không nghĩ tới nhi tử này mang tới ngạc nhiên như từng cơn sóng liên tiếp khó mà dự đoán cái này sao có thể thân thể của khúc trưởng lão lung lay chỉ cảm thấy sắp khóc khúc trưởng lão là người lần đầu tiên nhìn thấy trương huyền lúc ấy người này ngụy trang thành dương sư để cho hắn trúng độc tất cả việc làm đều không theo quy củ danh sư lúc này mới bẩm báo danh sư đường châm ngòi thổi gió thúc đẩy lệnh đuổi bắt vốn cho rằng danh sư đường điều động nhiều danh sư như vậy người này tai kiếp khó thoát nằm mơ cũng không nghĩ đến học sinh của đối phương tới một cái mạnh mẽ hơn một cái học sinh lợi hại chỉ cần tam đại thế lực cắn chặt răng cuối cùng cũng có thể xử phạt hắn kết quả thân phận chân thật bị vạch trần thành trương gia gia chủ không nói càng biến thành thánh tử điện điện chủ băng nguyên cung cũng thành tông môn của học sinh hắn lợi hại như vậy sẽ không phải một lát nữa danh sư đường cũng thành thuộc hạ của ngươi chứ quay đầu nhìn chỉ thấy người chung quanh đều ngẩn ngơ đều bị tin tức trước mắt chấn kinh ha ha con trai làm rất tốt hưng kiếm thánh cười to nhi tử ta tự nhiên bất phàm đừng nói so với ngươi năm đó ngươi bây giờ cũng xa xa không đuổi kịp mộng kiếm thánh vui vẻ càng xem thanh niên trước mắt càng cảm thấy kiêu ngạo đứa con trai này của nàng từ nhỏ đã thất lạc vốn cho rằng nhận hết cực khổ vô cùng thê thảm nằm mơ cũng không nghĩ đến lần nữa gặp mặt đã trở thành thánh tử điện điện chủ dạy học sinh tài năng xuất chúng mạnh mẽ vô cùng thế lực đỉnh cấp của đại lục cơ hồ bị hắn chỉnh hợp gần hết. Từng, đúng rồi con trai, ngươi còn chưa ra đời, chúng ta liền định cho con hôn sự. Nhớ tới những thế lực này, mộng kiếm thánh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía lạc kinh trần cách đó không xa. Kinh trần trưởng lão, hôn sự của con chúng ta, lúc nào xử lý? Ta nghe nói tiểu thư nhà các ngươi đã có người trong lòng. Cái này là làm trái ước định lúc trước. Trở về chúng ta sẽ làm hôn lễ, càng nhanh càng tốt. Lạc Kinh Trần cười một tiếng, cũng nhìn lại. Còn người yêu của tiểu công chúa, ngươi có thể hỏi Trương sư một chút, hắn hẳn rõ ràng hơn chúng ta. Ngươi biết. Mộng Kiếm Thánh Nghi hoặc nhìn qua. Nàng chỉ nghe nói, vị tiểu cô nương kia có người mình thích, cụ thể là ai, đối phương không nói nên không rõ ràng. Cái này. Trương Huyền xấu hổ gãi đầu. Nếu như đoán không sai, người trong lòng nàng hẳn là ta. Ngươi con mắt của mộng kiếm thánh trợn tròn Vâng Trương Huyền cười khổ gật đầu Chuyện này, nói thật, hắn cũng phát mộng Lạc gia biết tiểu công chúa ưa thích mình Phái Lạc Huyền Thanh đuổi giết Lạc Huyền Thanh lại tìm đến mình Huyền náo rối tinh rối mù Kết quả hôm nay mới biết Mình là tiểu thiên tài kia Sớm biết như vậy Chơi đùa một vòng lớn làm gì Trực tiếp báo ra thân phận Tất cả đều vui vẻ cái này, lúc nào các ngươi quyến rũ lại với nhau? Nhanh nói cho mẹ một chút. Mộng kiếm thánh không còn phong thái cao thủ, bộ dáng bát quái. Quyến rũ, mẹ không thể dùng từ dễ nghe hơn một chút sao? Trương Huyền cười khổ, lắc đầu. Cái này sau đó lại nói đi. Nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Kinh Trần cách đó không xa. Kinh Trần trưởng lão, nếu như ta là tiểu thiên tài Trương gia, Trương gia gia chủ, cưới tiểu công chúa phù hợp quy củ nàng cũng không cần bị giam nữa nha. Đương nhiên, Lạc Kinh Trần vội vàng gật đầu. Trước đó lo lắng, tiểu công chúa có người ưa thích, ảnh hưởng tới quan hệ với trương gia, nằm mơ cũng không nghĩ đến, nàng ưa thích là tiểu thiên tài trương gia có hôn ước, thì cái gì cũng không cần quản. Đừng nói tình cảm thuần khiết, có con trước cũng không sao. Ta trở về thả nàng ra, đúng rồi, lúc nào trương gia các ngươi tới cưới. Lạc Kinh Trần vuốt râu cười ha ha, nhìn về phía hưng kiếm thánh người con rể này không chỉ là trương gia gia chủ còn là thánh tử điện điện chủ học sinh khống chế độc điện chiến sư đường khải linh sư công hội băng nguyên cung viên gia một khi liên hợp lạc gia bọn họ tiến thêm một bước cũng chỉ là vấn đề thời gian loại nhân vật lợi hại này đương nhiên sẽ không bỏ qua kết hôn càng sớm càng tốt nếu không tin tức truyền ra chạy đến trương gia cầu hôn không biết sẽ có bao nhiêu ta dẫn hắn trở về nhận tổ quy tông, sau khi kết thúc sẽ đi qua ngay. Hưng Kiếm Thánh gật đầu. Hai nhà Trương, Lạc Liên hợp, dính dáng cực lớn, vốn lo lắng hai người không nguyện ý, cuối cùng thanh không vui, giờ phút này hai đứa bé tình đầu ý hợp, không còn gì tốt hơn, càng nhanh càng tốt. Vậy ta liền trở về sớm chuẩn bị. Lạc Kinh Trần cười ha ha một tiếng, không do dự nữa, xoay người rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Hưng kiếm thánh nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn về phía Trương Huyền, trong mắt mang theo trong đợi. Cái này. Biết đối phương muốn hắn quay về Trương Gia nhận tổ quy tông, Trương Huyền chần chờ một chút, nhưng vẫn gật đầu. Tiền thân đã là Trương Gia tiểu thiên tài, cũng không có gì có thể xoán suýt. Huống chi hai vị trước mắt này làm việc quả quyết, phong thái rộng lớn, cực kỳ phù hợp khẩu vị của hắn. Chậm đã, các ngươi còn không thể đi. Mấy người vừa định rời đi, khúc trưởng lão nhịn không được nửa hô lên. Làm sao vậy? Hưng kiếm thánh xoay đầu lại. Hiện tại hắn chỉ giải quyết vấn đề của tam đại thế lực, nhưng mâu thuẫn với danh sư đường chúng ta còn không có giải quyết. Khúc trưởng lão cắn răng. Học sinh của hắn, độc điện điện chủ ngụy như yên, độc lực nhiều cường giả của danh sư đường như vậy, thải linh sư công hội vương dĩnh hội trưởng, thải linh vô số danh sư đường. Những chuyện này nên xử lý như thế nào? không sai còn có danh sư đường đường chủ lệnh cũng xin trương gia chủ trả lại cho ta dù sao cái này cũng đại biểu cho uy nghiêm của danh sư đường nhậm thanh viễn cũng nhẹ gật đầu nhìn qua cái này nghe đối phương yêu cầu đường chủ lệnh da mặt trương huyền co giật nhìn về phía đám người ngụy như yên như yên ngươi giải độc cho những danh sư kia vương dĩnh để người khải linh sư công hội trả kiến trúc về chỗ cũ còn đường chủ lệnh tạm thời không thể trả lại ngươi. Không thể trả. Có ý tứ gì? Nhậm thanh viễn nhíu mày. Yên tâm, đừng chủ lệnh không có người có thể luyện hóa, để ở chỗ này cũng không có người trộn đi. Các ngươi vấy bẩn nhi tử ta, huyên náo xôn xao, lúc nào khôi phục thân phận cùng danh dự danh sư của hắn lại nói sao? Mộng kiếm thánh chen lời nói. Cái này. Nhậm thanh viễn suy nghĩ. Đường chủ, không thể khôi phục thân phận danh sư của hắn thân là danh sư nếu có sư đức sư phong làm gương mẫu cho học sinh hắn giả mạo học sinh của dương sư đã xúc phạm quy củ của danh sư đường khúc trưởng lão nhịn không được tiến lên nói còn chưa dứt lời liền thấy không gian trước mắt vặn vẹo hai bóng người bất ngờ xuất hiện lão giả đi đầu chính là dương sư dương sư ngươi tới vừa vặn trương huyền này giả mạo học sinh của ngươi không chỉ như vậy còn ngụy trang thành hình dạng của ngươi thấy là hắn khúc trưởng lão hưng phấn vội vàng hô lên còn chưa nói xong chỉ thấy dương sư tiến về phía trước một bước đi tới trước mặt trương huyền ông quyền không người sư huynh sư huynh thân thể nhoáng một cái khúc trưởng lão như bị sét đánh cái tình huống gì đây dương sư không chỉ có thực lực mạnh nhất toàn bộ tổng bộ danh sư đường càng là bối phận cao nhất xem như hắn cũng phải xưng hô một tiếng sư thúc lại thêm bản thân cực kỳ chú ý quy củ hắn thấy chỉ cần nói ra có người giả mạo nhất định sẽ giận dữ hung ác giáo huấn nằm mơ cũng không nghĩ đến sau khi đi tới trực tiếp không người xưng sư huynh hắn là sư huynh của ngươi vậy ta chẳng phải cũng thấp hơn một đời không chỉ hắn nhậm thanh viễn cũng thiếu chút ngã sấp xuống sắp khóc đồ đệ là chiến sư đường đường chủ ban nguyên cung cung chủ độc điện điện chủ khải linh sư công hội hội trưởng những cái này ta đều có thể tiếp nhận, bản thân là trương gia gia chủ, cũng có thể miễn cưỡng công nhận, nhưng dương sư xưng sư huynh, cái quỷ gì? Lúc nào người bối phận cao nhất của danh sư đường cũng là sư đệ của ngươi. Như vậy chẳng phải cho thấy, tất cả danh sư của toàn bộ đại lục đều là vãn bối của ngươi. Một ngụm máu tươi ngậm trong miệng, bất cứ lúc nào cũng sẽ phun ra, nhậm thanh viễn chỉ cảm thấy cả người buồn bực sắp bùng nổ. Trở thành quyền đường chủ mấy trăm năm, thấy qua vô số thiên tài, cường giả, còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy. Vốn nghĩ lần này chạy tới, bắt lấy đối phương, mặc kệ trừng phạt hay không trừng phạt, cũng có thể trước moi ra bí mật tấn cấp nhanh chóng của đối phương, kết quả. Bị đã kích gần chết không nói, thời gian nháy mắt, còn thành sư thúc của mình, sư thúc 20 tuổi, sao cảm giác mộng ảo như vậy. Hưng kiếm thánh cùng mộng kiếm thánh cũng nhìn nhau một cái, mỗi người nuốt ngụm nước bọt. Vốn cho rằng con trai mới vừa biết này, trung động lớn nhất là thực lực cường đại, hiện tại xem ra, căn bản không là cái gì. Thành sư huynh của dương sư, mới để cho người điên cuồng. Nếu luận thân phận mà nói, bọn họ chẳng phải biến thành thúc thúc thẩm thẩm của dương sư. Không để ý tới mọi người chấn kinh, nhìn về phía công cường ở sau lưng dương sư, Trương Huyền thở vào nhẹ nhõm. Đối phương có thể xuất hiện ở đây, xem ra không có xảy ra vấn đề. Thiếu gia ta cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Nhìn thấy hắn, Tôn Cường vội vàng tiến lên, khóc ròng ròng. Hơn một ngày này, là thời kỳ hắn kinh hoảng nhất. Nghe được Dương Sư tự mình nói không phải lão gia của hắn, giờ mới hiểu được trước đó một mực sống ở trong nói dối, tự tin trong nháy mắt sụp đổ, cả người suýt chút nữa teo. Ngơ ngơ ngát ngát được đưa tới tổng bộ danh sư đường, ở dưới rất nhiều danh sư cửu tinh chỉ điểm, tẩu hỏa nhập ma, vốn cho rằng hắn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới dương sư trở về lần này thái độ của dương sư so với trước đó hòa ái hơn không biết gấp bao nhiêu lần không còn uy nghiêm trực tiếp nói cho hắn biết mình sai lầm nguyên lai thiếu gia là sư huynh của hắn trong nháy mắt từ đáy cốc lần nữa trở lại thiên đường nhân sinh thay đổi rất nhanh thật sự là quá kích thích nếu không phải kia là danh sư đường cũng hoài nghi có phải lại gặp dương sư giả hay không về sau cố gắng tu luyện Thấy gia hỏa này dường như lại mập hơn, Trương Huyền không để ý hắn kích động, khoát tay áo. Vâng. Tôn Cường vội vàng gật đầu. Trịnh Dương, giao Tôn Cường cho ngươi, nếu như không nghe lời, liền dùng hình cụ của chiến sư đường các ngươi, cố gắng tôi luyện. Trương Huyền quay đầu căng dặn. Vâng, lão sư. Trịnh Dương ôm quyền, cười hắc hắc. Tôn Thúc, xin mời. Nghe được tu luyện, Tôn Cường nhất thời không còn hưng phấn như vừa rồi, trở nên mặt ủ mày chau, bộ dạng như cha mẹ chết. Làm phiền sư đệ vất vả một chuyến. An bài xong Tôn Cường, Trương Huyền khách sáo nói, có thể cống hiến sức lực cho sư huynh là vinh hạnh của ta. Dương sư vội vàng gật đầu. Nhìn thấy đương đại đệ nhất nhân khách khí như thế, hưng mộng kiếm thánh chấn kinh. Khách khí? Biết đối phương biết mình là thiên nhận danh sư, lễ tiết cùng thái độ lại cao hơn cũng không tính là gì trương huyền cũng không nhiều lời cho cái ánh mắt ra hiệu khiêm tốn lúc này dương sư mới kịp phản ứng mặt mo đỏ ửng con mắt rơi vào trên người triệu nhã tràn đầy khó tin tấm tắc lấy làm kỳ lạ sư huynh quả nhiên thủ đoạn thông huyền lúc này mới bao lâu triệu cô nương cũng đã khôi phục như lúc ban đầu hơn nữa tu vi tiến thêm một bước tình huống của triệu nhã hắn tự mình dò xét qua kinh mạch trong cơ thể vỡ vụn toàn bộ lấy năng lực của hắn gần như không có khả năng cứu chữa vị sư huynh này mới dùng ngắn ngủi hơn một canh giờ liền để nàng khôi phục như lúc ban đầu không hổ là thiên nhận danh sư quả nhiên có thủ đoạn làm người ta khó tin nghe hắn cảm khái trương huyền cũng không nhiều lời lúc này mới nhớ tới vừa rồi nhậm thanh viễn ra hỏi quay đầu nhìn qua nhậm đường chủ đường chủ lệnh không phải ta không muốn trả lại ngươi mà là vừa định nói ra thứ này đã bị luyện hóa liền nghe dương sư mở miệng đường chủ lệnh là ta để sư huynh cầm trước nhậm thanh viễn lần này ngươi không phân tốt xấu tùy tiện điều động để danh sư đường rơi vào dư luận bản thân liền có lỗi lầm lớn tiếp tục cầm sẽ chỉ ảnh hưởng uy nghiêm của danh sư đường liền do sư huynh tạm thời đảm bảo lấy thực lực cùng địa vị của hắn sẽ không để cho đường chủ lệnh bị hao tổn vâng nhậm thanh viễn không dám nói nhiều đành phải lắc đầu gọi lại một đám trưởng lão chúng ta đi huy động nhân lực tới không nghĩ kết quả sẽ như thế chậm đã mới đi mấy bước liền thấy đám người chiến sư đường vây quanh ở bốn phía chiến tử có ý tứ gì nhậm thanh viễn quay đầu nhìn lại không có ý tứ gì chuyện của các ngươi đã giải quyết nhưng sự tình của lão sư ta còn không có giải quyết các ngươi bỗng dưng chụp mũ cho lão sư tiến hành truy nã, còn thống hạ sát thủ, nếu không phải chúng ta tới nhanh, chỉ sợ đã giết người. Ảnh hưởng tới danh dự, thân phận của lão sư, lại muốn giết người. Đi như vậy, không khỏi quá tiện nghi nha. Trịnh Dương vung trường thương trong tay. Lão sư nhân nghĩa, thả người danh sư đường các ngươi, không có nghĩa là chúng ta cũng dễ nói chuyện, ngày hôm nay không cho cái khai báo, thì ở lại chỗ này đi. Ngụy Như Yên cũng tiến về phía trước một bước, khí độc trên người sôi trào tam đại thế lực hòa giải với trương huyền danh sư đường không truy cứu nhưng ngươi thân là danh sư đường làm gương mẫu cho đại lục bỗng dưng chụp mũ người khác không cho cái khai báo liền muốn đi nào có dễ dàng như vậy bọn họ cũng không muốn lão sư của mình một mực tiếp nhận bêu danh nếu thay lão sư đòi lại công đạo vậy thì đánh tới bọn họ sợ hãi mới thôi nếu không không đau không ngứa về sau tái phạm làm sao bây giờ trầm kèm theo hai người nói triệu nhã Đường Dĩnh, Lộ Sung cũng lần nữa vây quanh, từng cái khí tức ngút trời, giống như danh sư Đường không cho bọn họ thỏa mãn, ngày hôm nay liền chém xuống ngựa. Cái này, da mặt Nhậm Thanh viễn run rung, lại nói không ra lời. Tổng bộ danh sư Đường quản lý đại lục mấy vạn năm, lúc nào bị bức thành như vậy? Các ngươi muốn thế nào? Một vị danh sư cửu tinh cũng nhịn không được nữa, lớn tiếng hỏi. Chẳng sao cả, xin lỗi hơn nữa thông báo tất cả danh sư đường trên đại lục mặt khác linh thạch tuyệt phẩm gì đó lại đền bù mấy ngàn vạn viên chuyện này liền xong nha viên đào nói nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha mấy ngàn vạn viên linh thạch tuyệt phẩm sao ngươi không đi ăn cướp danh sư cửu tinh vừa rồi suýt chút nữa nổ tung danh sư cửu tinh khác cũng trừng mắt nhìn số lượng linh thạch tuyệt phẩm thưa thớt xem như tổng bộ danh sư đường một lần cũng không có khả năng cầm ra được mấy ngàn vạn viên, cái này quả thực chính là ăn nói lung tung. Ăn cướp. Sao có thể, chúng ta đều là người giảng đạo lý, chưa bao giờ làm loại chuyện này. Viên đào cười hắc hắc, xoay người dán xuống. Các vị trưởng lão viên gia, các bằng hữu chiến sư đường, cường giả độc điện, sư huynh, sư muội, nếu như bọn họ thực không bỏ ra nổi, ý kiến của ta là lưu lại trữ vật giới chỉ thôi, không cần thiết cởi quần áo, tuy danh sư bào trên người bọn họ do tổng bộ thiết kế làm ra cũng rất đáng tiền nhưng chúng ta là người giảng đạo lý không phải tới cướp ngươi nghe nói như thế mọi người danh sư đừng thiếu chút nữa ngất đi như thế còn không gọi là cướp cái này so với cướp còn nghiêm trọng hơn được không nhậm thanh viễn kìm nén không được ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên cách đó không xa trương sư đây là ý tứ của ngươi đừng nghịch nữa Nhìn thấy các đồ đệ tinh nghịch như vậy, Trương Huyền khoát tay áo, mặt mũi bất đắc dĩ. Thanh viễn sư điệt, mấy đồ đệ này của ta ngang bướng thành tính, để ngươi chê cười. Sư điệt. Nhậm thanh viễn nhoán một cái. Trữ vật giới chỉ gì đó chỉ là chuyện cười mà thôi, bất quá bọn họ nói rất đúng, Trương Huyền ta một đường đi tới, quang minh lỗi lạc, đường đường chính chính, hậu đức tái vật, nhìn xa trông rộng, quên mình vì người, quang minh chính đại, thanh phong tuấn tiết, không nói đỉnh thiên lập địa nhưng tuyệt đối không thẹn lương tâm mỗi ngày ba lần tự kiểm điểm bản thân thời khắc lấy quy tắc danh sư đến chính bản thân chưa hề làm ra sự tình vi phạm sư đức sư phong bây giờ lại bị các ngươi tùy ý phá hư gán cho tội danh không tuân quy cũ nếu như mặc cho các ngươi rời đi sợ rằng sẽ rét lạnh trái tim vô số danh sư trong thiên hạ trương huyền chắp hai tay sau lưng nhìn qua ngươi tốt lần này là lỗi của ta cam nguyện tiếp nhận trừng phạt mở miệng đi, chỉ cần danh sư đường ta bồi thường nổi, tuyệt không chối từ. Tuy giận dữ, nhưng nhậm thanh viễn cũng biết, đối phương nói không sai, ông quyền cúi đầu. Bồi thường thì chưa nói tới, ta rất thích học tập cùng nghiên cứu, danh sư đường thống ngự thiên hạ, vô số công pháp bí tịch đều từ đó mà ra, bởi vậy bí tịch trong đó, với ta mà nói, sớm đã mộ danh. Nếu như danh sư đường có thể lấy tất cả công pháp tu luyện từ động hư cảnh đến trước cổ thánh, mỗi bản chép một phần, đưa cho ta quan sát, nhất định vô cùng cảm kích. Trương Huyền nói. Đối với hắn mà nói, tất cả bồi thường đều không có lợi ích thực tế như công pháp, bí tịch. Có những vật này mới có thể ngưng tụ ra thiên đạo công pháp để thực lực đột nhiên tăng mạnh. Công pháp danh sư đường quan hệ cơ mật, không có khả năng tùy tiện đưa người, xin đổi một điều kiện khác. Nhậm thanh viễn phất tay. Danh sư đường sở dĩ sừng sững đỉnh phong đại lục là vì có rất nhiều bí tịch đỉnh tim, không có tư chất cùng tâm tính là không thể truyền ra ngoài huống chi rất nhiều pháp quyết quá mức lợi hại không ai chỉ điểm không cách nào luyện thành không nói còn dễ dàng tẩu hỏa nhập ma coi như danh sư cửu tinh muốn học tập đều cần quan sát bút ký tiền nhân nghiêm túc cẩn thận sao chép đưa người tuyệt đối không thể pháp quyết quá mức cao thâm quan hệ cơ mật ta sẽ không cần chỉ cần loại các ngươi có thể tùy ý tiết lộ số lượng càng nhiều càng tốt trương huyền nói Tuy danh sư ngôn truyền thiên hạ, hữu giáo vô loại, nhưng công pháp hạch tâm chân chính cũng không phải tùy tiện người nào cũng có thể truyền thụ. Pháp không thể nhẹ truyền. Năm đó khổng sư có 3.000 học sinh, 72 người thành đạt, cũng đều truyền thụ pháp môn khác biệt, mà không phải từng cái tu luyện pháp quyết giống nhau. Giống như hắn, phương pháp tu luyện của đám người Vương Dĩnh, Trịnh Dương, Triệu Nhã, cũng không hoàn toàn giống nhau, từ vừa mới bắt đầu truyền thụ, cũng tách ra từng cái dạy dỗ, chỉ là nội dung cơ sở nhất, mới cùng nhau giảng bài. cái này nghe hắn không cần công pháp cơ mật, nhậm thanh viễn trần chờ một chút, nhẹ gật đầu cũng được. có điều chỉ có bí tịch thánh vực bát trọng cùng cửu trọng vượt qua loại cảnh giới này, mỗi người con đường khác nhau, đã không có pháp quyết để tham khảo. hơn nữa đều để ở thiên thư cát, muốn xem chỉ có thể tự mình tiến vào bên trong, không cách nào sao chép. cái này nghe hắn nói như vậy trương huyền quay đầu nhìn về phía hưng kiếm thánh thấy hắn nhẹ gật đầu hẳn là không giả lúc này mới bất đắc dĩ cũng tốt bí tịch thánh vực bác trọng trong tay chúng ta liền có không ít hiện tại có thể cho ngươi bất quá cửu trọng cần về tổng bộ danh sư đường lại sao chép cho ngươi nhậm thanh viễn nói tiếp ừm danh sư đường đã đồng ý lấy thân phận của bọn hắn đương nhiên sẽ không nuốt lời trương huyền nhẹ gật đầu chư vị xin lấy công pháp thánh vực bác trọng cho ta một phần. Thấy hắn đồng ý, nhậm thanh viễn cũng không nhiều lời, quay đầu dặn dò. Vâng. Rất nhiều danh sư cửu tinh nhau nhau lấy ra bí tịch, hơn 10 vị danh sư, tìm ra mấy ngàn bản, đưa thư tịch qua, nhậm thanh viễn hất ống tay áo. Trương sư, chuyện ngày hôm nay là ta sai lầm, sau khi trở về, sẽ tự đi vị trí quyền đường chủ, xem như cho ngươi bàn giao. Lần này náo thành như vậy, danh sư đường sai lầm, muốn vãn hồi tôn nghiêm cùng danh dự cần chiêu cáo thiên hạ toàn bộ tội lỗi đổ lên người mình có tội danh lớn như thế vị trí quyền đường chủ khẳng định giữ không được đến lúc đó bị người chỉ trích còn không bằng trực tiếp từ chức cáo từ nói xong bái một cái lại hành lễ với dương sư mang theo mọi người xoay người rời đi không nghĩ tới đối phương lại muốn từ đi vị trí quyền đường chủ trương huyền bất đắc dĩ lắc đầu tiếp theo nghi ngờ nhìn về phía dương sư cách đó không xa Sư đệ. Hắn cũng không có nói muốn đảm bảo đường chủ lệnh, sao đối phương lại thay mình nói chuyện? Thiên nhận danh sư có thể nhẹ nhõm luyện hóa đường chủ lệnh, ngươi không nguyện ý giao ra, hẳn là đã luyện hóa, thứ này biến thành giọt nước, biến mất ở trong lòng bàn tay ngươi. Dương sư truyền âm. Ừm. Trương Huyền gật đầu. Xem ra vị trước mắt này đã biết, cũng miễn đi hắn giải thích. Luyện hóa, mượn nhờ giọt nước sẽ nắm giữ lực lượng vô địch dưới cổ thánh, có phải sư huynh cảm thấy, nói cho đối phương thân phận thiên nhận danh sư cũng không quan trọng hay không? Dương sư tiếp tục truyền âm. Trương Huyền gật đầu, ngay sau nghi ngờ nhìn qua. Vì cái gì? Thiên nhận danh sư, sở dĩ không dám thừa nhận, là bởi vì thực lực hắn quá thấp, sợ dĩ linh tộc nghe được tin tức tiến hành vây quét, nhưng bây giờ luyện hóa đường chủ lệnh, chỉ cần dung hợp giọt nước, liền nắm giữ sức chiến đấu vô địch dưới cổ thánh, Nói ra cũng không có gì Coi như nói thẳng Đường chủ lệnh bị mình luyện hóa cũng không quan trọng Vì sao phải cố ý che giấu Nói thật cho ngươi biết đi Dị Linh Hoàng đã đi tới danh sư đại lục Vẻ mặt dương sư nghiêm túc Nếu như đoán không sai Hắn có thể đã biết cái gì Một khi tin tức thiên nhận danh sư tiết lộ Cũng sẽ rơi vào nguy hiểm Rơi vào nguy hiểm Vị dị Linh Hoàng này thực lực là gì Trương Huyền nhịn không được hỏi đã vô địch dưới cổ thánh, vì sao còn phải lo lắng? Thực lực của hắn đạt đến. Vẻ mặt dương sư nghiêm túc. Cổ thánh. Cổ thánh. Con ngươi trương huyền co rụt lại, tràn đầy khó tin. Không phải nói không cách nào đột phá cổ thánh sao? Trước đó dương sư từng nói qua, cổ thánh khó mà đột phá, xem như hắn cũng bị vây ở tại chỗ, không cách nào tiến bộ, chỉ có thể đi khắp thiên hạ, tìm kiếm cơ duyên, đã như vậy, vì sao dị linh hoàng có thể mạnh như vậy ta nói hắn nắm giữ tu vi của thánh vẫn là đánh giá thận trọng nhất chỉ sợ tu vi sẽ cao hơn thấy hắn không hiểu vẻ mặt dương sư nghiêm túc dừng lại một chút giải thích nói danh sư đại lục quả thực rất khó đột phá cổ thánh nhưng dị linh tộc không giống nhân loại thể chất hoàn toàn khác biệt phương thức đột phá của bọn hắn cũng không giống còn có thể đột phá hay không ta không rõ ràng lắm nhưng vị linh hoàng này khẳng định không phải đột phá trong gần vạn năm qua. Có ý tứ gì? Trương Huyền không hiểu. Không phải đột phá trong gần vạn năm qua, chẳng lẽ một vạn năm trước tên này đã đạt tới cổ thánh? Không đến mức đó đi. Mặc dù cổ thánh cao thâm, thế nhưng tuổi thọ không phải vô tận, nếu không khổng sư cùng rất nhiều đệ tử, cũng sẽ không biến mất không thấy. Ta thậm chí nghi ngờ, vị dị linh hoàng này, chính là vị lúc trước từng đối chiến với khổng sư dương sư hiếp mắt lại vị đối chiến với khổng sư cái này cái này khổng sư rời đại lục đã hơn vạn năm nha trương huyền giật nảy mình khổng sư rời danh sư đại lục đã hơn vạn năm dị linh hoàng tới đối chiến chẳng lẽ còn có thể sống được tuổi thọ của dị linh tộc vốn lâu dài lại thêm có thể nắm giữ một ít bí thuật về thời gian ngủ say vạn năm không khó lắm dương sư giải thích Thật ra thì ở trên đại lục cũng có không ít cự đầu nhân tộc sống sót như vậy. Trong lòng Trương Huyền nổi lên sóng to gió lớn. Vốn cho rằng bất kể tu luyện giả hay dị linh tộc, tuổi thọ đến, chỉ có thể lựa chọn tử vong, nằm mơ cũng không nghĩ đến, còn có loại bí thuật này. Cũng đúng, ngoan nhân chính là tồn tại năm đó cùng khổng sư đối chiến, vài vạn năm sau sống lại. Dị linh hoàng, địa vị so với ngoan nhân chỉ mạnh không yếu, nắm giữ phương pháp sống sót cũng rất bình thường vị dị linh hoàng này lẻn vào đại lục, có phải là vì xuân thu đại điển không, ẩn giấu ở nơi nào, cụ thể tới nơi nào, coi như danh sư đường cũng không biết. Cho nên, tất cả cẩn thận cho thỏa đáng. Thiên nhận danh sư, vài vạn năm mới xuất hiện một cái, vạn nhất bị hắn biết, tới chém giết, bằng vào thực lực của chúng ta bây giờ, căn bản không ngăn cản nổi. Dương sư lo lắng. Ừm. Trương Huyền gật đầu. Thân phận thiên nhận danh sư, che giấu đã lâu như vậy che giấu nhiều một hồi cũng không tính là gì chỉ là không nghĩ tới vị dị linh hoàng này cường đại như vậy nếu như vị này lợi hại như thế danh sư đại lục đã không còn cổ thánh vì sao bọn họ không giết tới lần nữa chiếm lĩnh đại lục thế giới này đã không còn khổng sư rất nhiều đệ tử cũng mất dị linh hoàng là cổ thánh dẫn đầu dị linh tộc giết tới lần nữa rất bình thường nha bọn họ xung phong liều chết rất nhiều lần nhưng luôn bị thiệt lớn nếu không danh sư đường, chiến sư đường cũng không cần thời khắc đều ở trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Thấy hắn không hiểu, Dương sư giải thích. Hơn nữa, mặc dù hiện tại danh sư đại lục không ai có thể đột phá cổ thánh, nhưng không có nghĩa là không có cổ thánh. Cái này, Trương Huyền nháy mắt, càng ngày càng mê hoặc, đã không cách nào đột phá, tại sao còn có? Ta không phải mới vừa nói sao? Ở trên đại lục có không ít cự đầu nhân tộc, dựa vào bí thuật thời gian sống sót Trương gia các ngươi, sở dĩ có thể trở thành đại lục đệ nhất gia tộc, ai cũng không dám bắt nạt, danh sư đường cũng cho ba phần mặt mũi, bởi vì cũng có loại cự đầu này sống sót. Chỉ bất quá một mực nằm ở trạng thái ngủ say, chỉ có khi đại lục gặp nguy hiểm chân chính, mới có thể đánh thức mà thôi. Dương sư nói, trương gia có, cổ thánh, trương huyền liếu lưỡi, còn tưởng rằng người mạnh nhất trương gia là hưng mộng kiếm thánh cùng đại trưởng lão trương vô ngân, không nghĩ tới còn nắm giữ bí mật che giấu đúng vậy những chuyện này liên lụy đến cơ mật cao nhất của đại lục chỉ có trở thành danh sư cửu tinh chân chính mới có tư cách biết mong sư huynh không nên truyền ra ngoài dương sư ôn quyền yên tâm ta biết được trương huyền trả lời đại lục cổ thánh cơ bản đều rơi vào trạng thái ngủ say chiến đấu một lần tuổi thọ sẽ giảm một lần đến cuối cùng rất có thể hoàn toàn chết đi bởi vậy không có khả năng gọi ra Thời khắc bảo vệ sư huynh Cho nên sự tình thiên nhận danh sư đã không có tiết lộ Vậy trước không vội nói ra Nếu không ai cũng không biết dị linh hoàng kia sẽ biến hóa thành bộ dáng gì Lại sẽ xuất hiện ở địa phương nào Nói đến đây Dương sư dừng lại một chút vẻ mặt thành khẩn Chúng ta ai cũng có thể vẫn lạc Có thể tử vong Nhưng sư huynh ngươi không thể Ngươi là thiên nhận danh sư Tồn tại có thể so với khổng sư Nhân tộc có thể lần nữa thịnh vượng lần nữa khai sáng cổ thánh khắp nơi trên đất hay không chỉ có thể dựa vào ngươi trong lòng trương huyền chấn động không nghĩ tới vị trước mắt này xem trọng mình như vậy ta hiểu biết đối phương mong đợi trương huyền gật đầu đồng thời âm thầm vui mừng may mắn tính cách của hắn kiêm tốn không giống trống cô chiên nói ra sự tình thiên nhận danh sư nếu không chỉ sợ sớm đã bị dị linh hoàng ngấp nghé chết cũng không biết chết như thế nào sư đệ mới vừa nói vị linh hoàng này vì xuân thu đại điển mà đến đến cùng xảy ra chuyện gì trương huyền lần nữa nhìn qua xuân thu đại điển trong truyền thuyết là bí tịch khổng sư lưu lại nắm giữ năng lực thông thiên triệt địa trước đó thanh điền hoàng thất muốn tìm kiếm truyền thế thiên phù đang có liên quan đến đại điển là bí tịch khổng sư lưu lại có thể thay đổi xuân thu sửa đổi thời gian sau khi khổng sư rời đại lục đặt ở trong khúc phụ khổng miếu nhưng mà khổng miếu cụ thể ở nơi nào không ai biết hậu thế vô số danh sư cũng thẩm tra không ra. Truyền thuyết, chỉ có gom góp đủ truyền thế thiên phù, mới có thể mở ra con đường đi vào khổng miếu, tiến vào bên trong, tìm được đại điển. Bất quá một năm trước, không biết nguyên nhân gì, khúc phụ không gian xuất hiện rung chuyển, dường như có người loáng thoáng thấy qua khổng miếu. Tin tức vừa ra, đại lục quanh động, danh sư đường biết chuyện, lập tức phong tỏa nguồn gốc tin tức, nhưng dị linh tộc vẫn biết được. Xuân thu đại điển, là chí bảo vô thượng nhân tộc nhận được thực lực tất nhiên sẽ tăng nhiều mà dị linh tộc nhận được thì rất có khả năng phá tan phong ấn trở lại nhân gian đến lúc đó sinh linh đồ tháng sắc mặt dương sư nghiêm túc đây là bảo vật khổng sư luyện chế vì sao không giao cho danh sư đường đảm bảo mà lại phong ấn đặt ở khổng miếu trương huyền không hiểu khổng sư luyện chế ra đương nhiên là muốn tạo phúc nhân loại nhưng hắn lại giấu đi đây là vì sao nguyên nhân cụ thể ta cũng không biết chỉ sợ chỉ có tiến vào khổng miếu mới có thể biết dương sư nói liên lụy đến khổng sư đã không phải hắn có thể lý giải lại nói sự tình mấy vạn năm trước coi như danh sư đường truyền thường nghiêm cẩn nhưng bao nhiêu đời sau cũng sẽ mất đi dự tính ban đầu nói nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể là ước đoán danh sư phải nói cẩn thận làm cẩn thận đã không xác định nói hay không nói đều không quan trọng thấy đối phương quả thực không rõ ràng trương huyền không tiếp tục hỏi nhiều dương sư nhờ có chỉ điểm của ngươi để chúng ta được như nguyện gặp lại huyền nhi bây giờ muốn dẫn hắn về gia tộc nhận tổ quy tông không biết ngươi có thể đi cùng không cũng tiện làm chứng hai người lại trò chuyện một hồi hưng kiếm thánh đi tới trước mặt từng ta vừa vặn muốn qua một chuyến cùng một chỗ đi dương sư gật đầu vậy tốt thấy hắn cũng muốn đi hưng kiếm thánh thở vào nhẹ nhõm quay đầu nhìn về phía trương huyền chúng ta đi băng nguyên cung trước dùng truyền tống trận đến tổng bộ danh sư đường sau đó lại quay về trương gia khỏi cần phiền toái như vậy muốn về trương gia trực tiếp bố trí truyền tống trận là được trương huyền nhẹ nhàng cười một tiếng mặc dù lực lượng dọc nước biến mất nhưng hiện tại tu vi của hắn đạt đến động hư cảnh sơ kỳ lại có dương sư cùng hưng mộng kiếm thánh lần nữa sắp đặt ra truyền tống trận không khó lắm dù sao vị trí cụ thể của trương gia đã đi qua một lần hết sức rõ ràng cẩn thận suy tính sẽ không sai được như thế tốt nhất nghe hắn nói như vậy mọi người mới nhớ ra vị trước mắt này nắm giữ năng lực tiện tay bố trí truyền tống trận đồng thời nhẹ gật đầu ta trước an bài học sinh một chút quyết định muốn đi trương gia cũng không có gì xoắn suýt thân thể trương huyền nhoáng một cái đi tới trước mặt đám người triệu nhã trịnh dương lão sư mấy người lại khó ngăn chặn nỗi nhớ trong lòng tất cả đều đồng loạt vây quanh từng cái cực kỳ kích động không có lão sư bọn họ có khả năng còn ở thiên huyền vương quốc pha trộn không thể biến thành như bây giờ quát tháo phong vân dậm chân một cái đại lục cũng rung động ân thụ nghiệp suốt đời khó quên huống chi đối phương tận tâm tận trách vì bọn họ tiêu trừ tai nạn này đến tai nạn khác giúp hắn tìm được nơi thích hợp nhất cũng không tệ nhìn từng gương mặt quen thuộc trước mắt Trương Huyền cũng không khỏi cảm khái. Những đứa bé không hiểu chuyện lúc trước theo hắn kia, hiện tại đã thành đại lão một phương, duy nhất không thay đổi là dung mạo quen thuộc, thời gian thấm thoát, để cho người ta không nhịn được thổn thức. Trịnh Dương, vì sao thực lực của ngươi tiến bộ nhanh như vậy? Cảm khái vài câu, Trương Huyền nhìn về phía thiếu niên cách đó không xa. Ngụy Như Yên, tiên thiên độc thể, kích hoạt thể chất, tu vi tự nhiên sẽ nhanh chóng bạo tăng. Triệu Nhã, Lộ Sung, Viên đào nguyên lý tương đồng, mặc dù Vương Dĩnh có chút tiến bộ, cũng ở trong phạm vi có thể lý giải, thực lực mạnh mẽ dựa vào là khải linh thuật cùng khôi lỗi kia. Ngược lại Trịnh Dương, không có bất kỳ đặc thù gì, nhiều nhất chăm chỉ khắc khổ, tu luyện nghiêm túc, sao tiến bộ ngược lại nhanh nhất trong bọn họ. Ngay cả nhậm thanh viễn cũng kiên kỵ ba phần. Hồi bẩm lão sư, ta mượn xuân thu điện của tổng bộ danh sư đường, nếu không sẽ không nhanh như vậy. Trịnh Dương gãi đầu cười nói xuân thu điện trương huyền nghi ngờ là pháp bảo đặc thù của tổng bộ danh sư đường nghe nói lúc trước khổng sư lưu lại có chút tương tự trương gia huyết trì nhưng mà càng cao minh hơn tu luyện giả tiến vào bên trong bên ngoài một tháng bên trong một năm ta ở bên trong dưới tình huống tài nguyên dồi dào tu luyện ba tháng tương đương với vượt qua ba năm trịnh dương nói thì ra là thế trương huyền bừng tỉnh hiểu ra khó trách mấy tháng không gặp hắn đã có biến hóa nghiêng trời lệch đất, bọn người triệu nhã đuổi không kịp, nguyên lai danh sư đường có loại bảo bối này. Bên ngoài ba tháng, bên trong ba năm, lại thêm cố gắng, cùng vô số cường giả chiến sư đường toàn lực bồi dưỡng, nắm giữ lực lượng như vậy là chuyện đương nhiên. Trương gia huyết trì, chỉ là ý niệm tu luyện, mà Xuân Thu Điện thì có thể để cả người đi vào, trên lệch to lớn, liếc qua thấy ngay. Hiện tại các ngươi đều là cự đầu một phương thế lực, không thể như trước kia đi theo sau lưng ta, mỗi người đều trở về đi hiện tại lão sư không có nguy hiểm khỏi cần tiếp tục đi theo trò chuyện không biết bao lâu thấy sắc trời đã muộn đã qua hơn nửa ngày trương huyền nhịn không được mở miệng nói biết những học sinh này quyến luyến cùng không nỡ hắn nhưng trên đời không có tiệc không tan bọn họ đều tìm được con đường thuộc về mình cũng nên bước lên hành trình thuộc về mình mà không thể giữ ở bên người che chở mãi chúng ta biết chỉ là không bỏ hốc mắt triệu nhã ửng hồng vốn cho rằng có thể cùng lão sư ở lâu một đoạn thời gian không nghĩ tới nhanh như vậy lại phải chia lìa triệu nhã mặc dù kinh mạch trong cơ thể ngươi hoàn thành tái tạo nhưng cơ sở vẫn chưa vững chắc quyển bí tịch này là ta vừa mới viết ngươi cầm cẩn thận tu luyện đối với kinh mạch mới tái tạo cùng thực lực tấn thăng sau này sẽ có trợ giúp rất lớn trịnh dương phương pháp tu luyện của chiến sư đường tự thành hệ thống mặc dù rất cốt nhưng ngươi tấn cấp quá nhanh xuất hiện ám thương Ta chỗ này có phương thuốc, ngươi trở về tìm cường giả luyện chế thành đan dược, liên tục dùng 7 ngày sẽ giải trừ, hơn nữa tu vi còn có thể tiến bộ lần nữa. Vương Dĩnh, thiên tư của ngươi so với đám người Triệu Nhã thì kém một chút, cũng không có kỳ ngộ như Trịnh Dương, đây là công pháp gần đây ta tu luyện, cùng cảm ngộ đối với Khải Linh sư, toàn bộ cho ngươi, nghiêm túc tu luyện, sẽ có trợ giúp rất lớn. Lộ Sung. Ngụy Như Yên. Viên Đào mỗi một học sinh đều cẩn thận dặn dò một lần, Trương Huyền vẫn chưa yên tâm, lại ở trên người mỗi đệ tử lưu lại mấy tia thiên đạo chân khí, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Mặc dù những học sinh này đều thành chư hầu một phương, nhưng ở trong lòng của hắn vẫn giống như hài tử, cần người chăm sóc. Lão sư, ngươi đã muốn đi Lạc Gia cầu hôn, chúng ta ở Lạc Gia lại tụ họp. Trịnh Dương cười cười. Đến lúc đó chuẩn bị quà tặng chúc mừng lão sư. Không sai, lão sư cầu hôn làm học sinh há có thể không tới ngụy như yên cũng mỉm cười đến lúc đó học sinh nhất định tới mấy người triệu nhã cũng gật đầu thấy vẻ mặt mọi người thành thật trương huyền bất đắc dĩ lắc đầu được rồi chỉ cần các ngươi bằng lòng tới cũng không sao đúng rồi lưu dương từ thanh nguyên thành rời đi không biết đi nơi nào các ngươi tìm kiếm giúp tuyệt đối đừng xuất hiện nguy hiểm nhớ tới đệ tử còn lại Trương Huyền có chút lo lắng. Vâng. Mọi người đều gật đầu lên tiếng. Thời điểm cùng các học sinh tán gẫu, người khải linh sư công hội đã khải linh danh sư đường chạy về chỗ cũ, cao thủ độc điện cũng cứu các danh sư lại thả đi. Quay về thôi. Biết tâm tình của con không quá tốt, mộng kiếm thánh cũng không nhiều lời, lấy ra rất nhiều trận kỳ cấp chính đưa tới. Nắm trận kỳ, tính toán vị trí trương gia một chút, trương huyền bố trí ra truyền tống trận trong quá trình kích hoạt trận pháp, tu vi không đủ, cuối cùng dương sư ra tay mới thành công. Hô! Đoàn người biến mất tại chỗ, sau một khắc đã xuất hiện ở bên ngoài trương gia. Lạc gia! Ca ca, ngươi thả ta ra ngoài, ta cứu hắn xong, sẽ lập tức trở về. Trước phong ấn to lớn, một nữ hài cầu khẩn nói. Mái tóc nữ hài đen nhánh, dung nhan mịn màng, hoàng mỹ không một tì vết, mỹ lệ không nói ra được như tiên tử từ trên trời giáng xuống, mở miệng khó mà miêu tả một phần vạn. Phía trước nàng là thanh niên chừng 30 tuổi, không phải người khác, chính là Lạc Huyền Thanh. Ngươi bỏ suy nghĩ đó đi, ta được cho phép ngồi truyền tống trận dùng tốc độ nhanh nhất về gia tộc, chính là sợ ngươi làm loạn. Nhìn ánh mắt muội muội cầu khẩn, Lạc Huyền Thanh có chút đau lòng, cuối cùng vẫn lắc đầu. Lần tai nạn này là chính hắn dẫn ra, có thể vượt qua, ta tin tưởng thật có năng lực cưới ngươi, không vượt qua được. Yên tâm, danh sư đường sẽ có chừng có mực, nhiều nhất giam giữ, sẽ không nguy hiểm tính mạng. Vậy thì tốt rồi. Nghe ca ca nói như vậy, nữ hài thở vào nhẹ nhõm. Chỉ cần không nguy hiểm tính mạng, lấy năng lực của hắn, tin tưởng nhất định có thể vượt qua nguy cơ. muội nha! Thật không biết tiểu tử kia đổ cho ngươi thuốc mê gì. Nhìn thấy muội muội một bộ si tình, lạc huyền thanh nhịn không được lắc đầu. Trương huyền này, hắn tiếp xúc qua rất lâu xem như hiểu rõ mặc dù có chút thủ đoạn nhưng đối mặt quái vật khổng lồ như danh sư đường hẳn không có bất kỳ phương pháp phản kháng hắn thấy lần này coi như không có nguy hiểm khẳng định cũng ăn đau khổ lớn thật nghĩ không thông vì sao muội muội tin tưởng hắn như vậy không phải thuốc mê mà là ta tin tưởng hắn nữ hài nói tin tưởng có ích lợi gì gia tộc quyết tâm muội cũng không phải không biết dính dáng lớn như thế nào muội cũng biết khẳng định phải gả cho tiểu thiên tài của trương gia cùng hắn không có khả năng không biết nên khuyên can như thế nào than thở một tiếng lạc huyền thanh buồn bã muội muội đối với tên này dùng tình càng sâu sẽ càng thất vọng bởi vì trương gia lạc gia quyết định liên lụy đến danh sư đường liên lụy đến truyền thế thiên phù xuân thu đại điển không có khả năng bởi vì tình cảm cá nhân mà di chuyển cùng thay đổi ta biết ta cũng biết cùng hắn không có khả năng, nhưng chỉ cần biết hắn bình yên, an toàn là được. Nữ hài hai tay viện cầm, ngồi tại nguyên chỗ, thản nhiên nói, trong mắt mang theo tình nghĩa nồng đậm. Muội. Ai? Muốn nói muội muội vài câu, thấy loại vẻ mặt này của nàng, Lạc Huyền Thanh cuối cùng vẫn ngừng lại. Nàng từ nhỏ đến lớn, từ trước tới nay cô đơn, thật vất vả có người ưa thích. Dù thật không thể cùng một chỗ, nắm giữ hạnh phúc ngắn ngủi cũng tốt thiếu gia tiểu công chúa trong lòng đang đau thương cho muội muội một tiếng la dồn dập vang lên ngay sau đó một bóng người vội vã chạy tới thừa tân trưởng lão thế nào thấy rõ bóng người ánh mắt lạc huyền thanh sáng lên vội vàng hỏi không phải người khác chính là cao thủ lạc gia ban đầu ở thanh nguyên thành uy hiếp trương huyền lạc thừa tân lúc này hắn tràn đầy kích động vẻ mặt thấu hồng dường như biết tin tức gì hiện tại cũng khó tin thiếu gia để cho ta hỏi thăm tình huống bên liên minh đế quốc, ta mới vừa nhận được tin tức. Trương sư bị rất nhiều cao thủ của danh sư đường phát hiện, không thể trốn đi đâu được, vốn chỉ có thể bó tay chịu trói, ai biết, rất nhiều học sinh của hắn xuất hiện. Lạc thừa tân vội vàng nói. Học sinh của hắn. Ngươi nói là đám người vương dĩnh. Tiểu công chúa vội vàng nhìn qua. Vâng, tới trước là độc điện điện chủ, sau đó là một vu hồn to lớn, Khải Linh sư công hội hội trưởng Lạc Thừa Tân nói ra tin tức lấy được vừa nói vừa nuốt nước bọt biểu lộ quái lạ tuy vừa rồi đã nhìn một lần nhưng lần nữa nói ra vẫn như cũ khó mà tin được người nói tên tiểu tử thúi này trước đó thu mấy học sinh hiện tại thành độc điện điện chủ Khải Linh sư công hội hội trưởng chiến sư đường đường chủ viên gia gia chủ Lạc Huyền Thanh trợn mắt lên những thế lực lớn này mỗi một cái đều không yếu hơn lạc gia những chư hầu này cường đại đến cực điểm trấn giữ một phương vậy mà đều là học sinh của hắn chính hắn mới nhập hư cảnh làm sao dạy ra học sinh lợi hại như vậy đúng vậy không chỉ như vậy trương gia hưng mộng kiếm thánh cũng tới lạc thừa tân tiếp tục nói cùng hắn đại chiến một hồi hưng kiếm thánh nhận thua sau đó nói 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 cái gì thấy hắn chi chi ô ô không nói ra được, Lạc Huyền Thanh nhíu mày. Nói, vị trương sư này lại là con của hắn, cũng chính là vị tiểu thiên tài một mực không có lộ diện kia. Lạc Thừa Tân cắn răng nói, nhìn thấy tin tức này, hắn sợ tính sai, nhìn kỹ bảy tám lần, nhưng lúc này nói ra, vẫn cảm thấy quá huyền ảo, để cho người ta khó tin. Tiểu công chúa thật vất vả có người ưa thích, vốn cho rằng nhất định thành số khổ biên ương, khó cùng một chỗ, làm sao cũng không nghĩ đến, lại chính là vị có hôn ước kia. Ngươi nói cái gì? Lạc huyền thanh ngẩn ngơ. Tiểu công chúa ở trong phong ấn thân thể mềm mại cứng nhắc, thanh âm phát trung. Ngươi nói, trương sư chính là tiểu thiên tài. Vâng, tin tức này ta chuyên môn xác nhận nhiều lần, tuyệt sẽ không sai. Nghe nói sau khi đại trưởng lão biết chuyện này, đã chạy về, không có gì bất ngờ xảy ra, không bao lâu nữa sẽ lan cả gia tộc lạc thừa tân tràng đầy kích động gật đầu hắn là lão bộc của tiểu công chúa từ nhỏ chăm sóc lớn biết tính tình của nàng chính bởi vì quan tâm mới giấu nàng đi tìm trương huyền mượn cơ hội giáo huấn đối phương giờ phút này biết tiểu công chúa cùng đối phương có thể chân chính chung một chỗ trong lòng hưng phấn tuyệt không kém hai người trước mắt cái này cái này tên này lại là tiểu thiên tài lạc huyền thanh nhịn không được đánh không trung một quyền kích động nói không ra lời vốn ghét nhất chính là vị tiểu thiên tài muốn cưới muội muội kia giờ phút này cùng trương huyền giao hòa chung một chỗ trong lòng chẳng biết tại sao ngược lại tiếp nhận thậm chí còn tràn đầy vui vẻ sở dĩ chán ghét đối phương là bởi vì sợ muội muội không thích hiện tại trái tim muội muội ám hứa đối phương cũng tình căng thâm chủng đã là ông trời tác hợp làm ca ca chỉ có thể vui vẻ không còn có lý do tức giận trương sư xác nhận tin tức biết người trong lòng chính là người cùng nàng có hôn ước những ngày này tiểu công chúa lo lắng xoắn suýt tất cả đều quét sạch sành xanh nhịn không được nửa nước mắt chảy xuống có hôn ước liền có thể quan minh chính đại chung một chỗ không cần tiếp tục sợ hãi hắn biết mình là tiểu thiên tài của trương gia có thái độ gì đột nhiên nhớ tới cái gì nhịn không được nhìn qua trong mắt tràn đầy căng thẳng đương nhiên là sướng đến phát rồ rồi còn giống như cùng đại trưởng lão ước định cẩn thận chỉ cần về trương gia nhận tổ quy tông sẽ lập tức tới cầu hôn lạc thừa tân nói tới cầu hôn tiểu công chúa siết chặt nắm đấm khuôn mặt trong nháy mắt xấu hổ thấu hồng nhưng trong hai mắt lộ ra mong đợi ta chờ hiên viên đế quốc làm vương quốc tấn thăng đế quốc tuy ở trong rất nhiều đế quốc cũng không chói mắt nhưng nhân tài đông đảo hậu tích bạc phát tốc độ phát triển cực nhanh ngắn mũi nửa năm thời gian đã trở thành tồn tại tài năng xuất chúng trong nhị đẳng đế quốc, vạn quốc liên minh cũng xa xa không kịp. Nữ đế Mạc Vũ đang nghe chuyện trên TV Audio CV ngồi ngay ngắn ở trên vương tọa, ngắm nhìn bốn phía, mang theo uy nghiêm nồng đậm. Nói đi, trước kia không phải rất nhiều ý kiến sao? Tại sao ngày hôm nay không nói chuyện? Bệ hạ, ngàn vạn lần không thể hành động thiếu suy nghĩ. Đây là danh sư đường quyết định, nếu như chúng ta lên tiếng ủng hộ trương sư chẳng khác nào đối nghịch danh sư đường ta sợ thật vất vả tấn thăng đế quốc sẽ lần nữa đánh về nguyên hình một đại thần cắn răng nói ta không tán đồng quan điểm của trần thượng thư không có trương sư hiên viên vương quốc ta không có khả năng tấn thăng thành đế quốc tân nhân chịu nhục mà không lên tiếng có mặt mũi nào lập triều lưu thế để vạn dân kính ngưỡng lại một đại thần đi ra ta đồng ý thuyết pháp của lý ngự sử danh sư khác chúng ta có thể mặc kệ bởi vì không hiểu rõ nhưng trương sư vì hiên viên vương quốc tấn thăng hao tốn không biết bao nhiêu tâm huyết tuyệt không thể khoanh tay đứng nhìn không đứng ngoài quan sát lấy thực lực của chúng ta có thể làm gì các ngươi phải biết đây chính là tổng bộ danh sư đường ra quyết định coi như không làm được cái gì ta cũng không muốn để cho người ta rằng hiên viên đế quốc chúng ta quên mất căn bản quên mất ân nhân đền ơn không phải thiêu thân lao đầu vào lửa ngươi đây là bậy bạ đủ rồi nhìn các quan viên tranh cãi nữ đế mạc vũ đột nhiên đứng dậy trương sư nhất định phải cứu đây là điểm mấu chốt của ta lý ngự sử lấy danh nghĩa của ta viết chiếu thư tuyên cáo tất cả người nhận qua ân huệ của trương sư ở đế quốc liên danh tấu lên tổng bộ danh sư đường lại như thế nào cũng không thể bảo đảm mỗi lần đều đối đầu cũng không thể bảo đảm bỏ qua dân tâm tuân chỉ nghe được bệ hạ làm ra quyết định các đại thần không dám tiếp tục mở miệng, từng người cúi đầu xuống. Bệ hạ. Bên này đang chuẩn bị viết chiếu thư, một tướng quân mặt khôi giáp vội vã lao đến. Đây là tin tức mới lấy được, trương sư. Trương sư không sao. Không có việc gì. mạc vũ vội vàng nhận lấy thư tín mở ra, nhanh chóng nhìn xong, vẻ mặt lúc đỏ lúc trắng, khó có thể tin. Trương sư lại là. Trương gia gia chủ của gia tộc siêu nhất lưu. Triệu Nhã là băng nguyên cung cung chủ, tu vi ngay cả nhậm thanh viễn quyền đường chủ cũng khó mà chống lại. Tiểu nha đầu vương dĩnh kia, thành khải linh sư công hội hội trưởng. Trịnh Dương thành chiến sư đường đường chủ, viên đào lại là viên gia gia chủ, lộ sung cũng thành vu hồn đại tông sư, cùng danh sư cửu tinh chiến đấu không rơi vào hạ phong. Nếu như ta không làm hoàng đế, theo sát ở phía sau hắn, hiện tại có thể cũng đã trở thành cường giả đỉnh cao của đại lục hay không? thân thể mềm mại của Mạc Vũ cứng nhắc, nói không ra lời. Đám người triệu nhã, vương dĩnh, trịnh dương vừa mới bắt đầu kém nàng không biết bao nhiêu, từng cái yếu không thể yếu hơn nữa, ngắn mũi không đến một năm, thế mà cả đám đều thành một phương đại lão. Sớm biết lấy thiên tư của trương sư, tuyệt không phải vật trong ao, nhất định bay lượng cửu thiên, nhưng nằm mơ cũng không nghĩ đến, từng đệ tử của hắn cũng thành cường giả đỉnh phong, làm người ta nhìn lên. Đáng tiếc, cơ hội đã bỏ qua. Trong mắt nàng tràn đầy thất lạc. Trước đó cho rằng thành hoàng đế của Hiên Viên Vương quốc cũng đã cá chép nhảy long môn, bây giờ mới biết cái gọi là bệ hạ, thật không bằng đi theo sau lưng Trương sư, làm một học sinh nghe lời. Xem ra về sau đại lục này sẽ là thiên hạ của Trương sư. Mạc Vũ lắc đầu, trong lòng thất lạc, cảm xúc một tiếng. Sơn mạch mây trắng bồng bềnh, một cô gái khoanh chân ngồi trên nham thạch, trong mắt mang theo lo lắng chính là ngọc phi nhi công chúa lúc trước cùng trương huyền tách ra sau khi rời thanh nguyên thành ngọc phi nhi bái danh sư cửu tinh kỷ nhược trần làm sư giờ phút này đang tu hành sư muội đây là tin tức lão sư vừa mới truyền lại một bóng người từ không trung bay xuống đưa tới một thư tín ngọc phi nhi vội vàng xé ra nhìn một cái thân thể lập tức cứng đờ hắn là tiểu thiên tài trương gia chẳng phải chứng tỏ đúng vậy vị trương huyền này quả thật là thiên tài không chỉ thực lực bản thân tiến bộ nhanh học sinh càng một cái sau một cái xuất chúng lão sư cũng vô cùng kính nể khen không dứt miệng bóng người cảm xúc chỉ sợ không bao lâu sẽ vang danh thiên hạ đúng vậy ngọc phi nhi không biết nghĩ cái gì mà đần độn tưởng gia ngươi nói vị trương huyền này không chỉ sức một người đối kháng danh sư đường truy nã còn lắc mình biến hóa thành trương gia gia chủ đồ đệ từng cái mạnh mẽ vô song. Một trung niên bỗng nhiên xoay người, trợn mắt lên, giống như gặp quỷ. Vâng. Chuẩn bị hậu lễ, hiện tại đi trương gia gặp. Không cần, hắn không phải muốn đi lạc gia cầu hôn ư. Chúng ta trực tiếp đi lạc gia, đưa quà tặng, chúc phúc hai người bọn họ trăm năm hòa hợp. Không được, ta tự mình đi. Người trung niên bàn vẫy tay. Một gia. Một viên quỳ gối ở ngoài phủ đệ, không nhúc nhích. Vì lần nữa về gia tộc, hắn đã quỳ ở đây 10 ngày 10 đêm, chỉ bất quá không có một người để ý tới. Quản lý sự vụ chạy tới cầu khẩn cũng làm thinh. Thiên tài một gia năm đó, căn bản không phải loại đãi ngộ này. Bất quá hắn cũng biết, ban đầu là mình làm không đúng, chỉ cần có thể quay về, đừng nói 10 ngày, thời gian lại dài cũng có thể nhịn được. Cố nén thân thể suy yếu, một viên cắn chặt hàm răng. Kẹt kẹt ngay thời điểm có chút không kiên trì nổi, đại môn đột nhiên mở rộng, tộc trưởng trước đó căn bản không thấy được thân ảnh vội vã chạy ra. Mau dậy đi. Tộc trưởng tự mình đến trước mặt, đỡ hắn dậy, cho hắn nuốt vào một viên đan dược. Đan dược vào cổ họng, một viên lập tức cảm thấy lực lượng trong cơ thể đại tăng, trước đó mỏi mệt, thời gian nháy mắt biến mất không thấy hình bóng. Đây là đan dược cấp 9. Một viên giật nảy mình. Thời điểm làm thiên tài, loại dược vật cấp bậc này cũng không có tư cách dùng làm sao rời khỏi gia tộc lâu như vậy ngược lại trực tiếp đưa đến trong miệng một viên a à, ta xem những năm này ngươi trải qua nếu ngươi nhận qua ân huệ của trương sư lại quen biết hắn như vậy hiện tại ta đồng ý ngươi trở về gia tộc càng ban tặng ngươi thân phận trưởng lão lần này trương sư muốn đi lạc gia cầu hôn ngươi liền đại biểu một gia đưa hạ lễ đi tộc trưởng cười khanh khách nói trương sư trương sư nào? Một viên choáng ván. Đương nhiên là trương huyền trương sư, trương gia gia chủ. Tộc trưởng cười nói. Trương trương sư thành trương gia gia chủ. Còn là tiểu thiên tài. Một viên sững sờ tại chỗ. Giờ mới hiểu được vì sao tộc trưởng sẽ kích như thế động để hắn lần nữa nhận tổ quy tông. Nguyên lai chỉ vì hắn quen biết trương sư. Là trương sư thay đổi vận mệnh của hắn một màn đồng dạng xuất hiện ở vô số thế lực nhất lưu tóm lại hôm nay danh sư đại lục khắp nơi bị một cái tên tràn ngập người người đều biết một cái tên là danh sư trương huyền đại lục kinh hoàng thiên hạ sợ hãi đến nhà nhìn thấy trước mắt rất nhiều cung điện kiến trúc đã sửa chữa xong xuôi hưng kiếm thánh mỉm cười lần nữa nhìn lại trương gia cảm giác trong lòng trương huyền đã hoàn toàn khác biệt trước mấy ngày vừa tới một lòng muốn dạy dỗ vị tiểu thiên tài kia, cho trương gia chút màu sắc nhìn một chút, hiện tại biết cái tên này là bản thân, địa phương một mực chán ghét lại là gia tộc của mình. Trong lòng cảm xúc không nói ra được. Nếu như sớm tìm ngươi trở về, sẽ không gây ra động tĩnh lớn như vậy. Nhớ tới thảm trạng trước đó nhìn thấy, hưng kiếm thánh nhịn không được lắc đầu. Nếu có thể trước thời hạn nhận con, cùng trương huyền nhận nhau, sẽ không náo thành như vậy. Náo một chút cũng tốt, nếu không người trương gia các ngươi cả ngày cảm thấy lão tử thiên hạ đệ nhất, ta không ưa không khí này, huyền nhi chơi đùa một chút, cũng cho bọn họ biết, so với nhi tử của ta, cái gì thiên tài, cái gì huyết mạch tinh thuần, dùng tài nguyên nhiều hơn nữa, cũng là đồ ăn hại. Mộng kiếm thánh hừ lạnh. Nghe thê tử nói, hưng kiếm thánh không biết làm sao phản bác, đành phải cười khổ lắc đầu. Ngươi nói cái gì cũng đúng. Hưng kiếm thánh tự mình dẫn đường, một đường phi hành không có bất kỳ ngăn cản, thời gian không dài, lần nữa trở lại đại điện nghị sự. Vài ngày trước, Trương Huyền từng ở đây cùng đại trưởng lão Trương Vô Ngân đại chiến, hủy hoại vô số kiến trúc, giờ phút này cũng đã sửa chữa xong, giống trước đó như đúc, nhìn không ra dấu vết đổ sụp qua. Mẹ của ngươi ở trong gia tộc làm ầm ĩ qua mấy lần, phá nhà mấy lần, cho nên trương gia chuyên môn lưu lại một đám lâm viên sư am hiểu kiến trúc, một khi có chuyện liền có thể kịp thời tu bổ, thấy hắn nghi ngờ hưng kiếm thánh cảnh giác truyền âm tới nghe mẫu thân cách đó không xa cũng là phá hư vương khóe miệng trương huyền co quắp nói thật hắn phá hư thật không phải cố ý chỉ là cơ duyên xảo hợp bất đắc dĩ cùng mẫu thân cố tình làm là không thể so sánh nổi cung nên quyền gia chủ cung nên tiểu thiên tài quay về đi vào đại điện liền nghe một thanh âm đồng loạt vang lên ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy trong gian phòng đã đứng đầy người chính là tất cả trưởng lão của Trương gia. Hưng Kiếm Thánh nhẹ gật đầu, cùng đám người Dương sư, Trương Huyền sải bước đi vào, ngồi ở chủ vị. Dựa theo tình huống bình thường, lấy thân phận của Dương sư, nhất định phải ngồi ở vị trí tốt nhất, nhưng hắn là sư đệ của Trương Huyền, mà Trương Huyền lại là hậu bối của hai vị Hưng Mộng Kiếm Thánh, cho nên chỉ có thể ngồi ở phía sau cùng. Trương Huyền đúng là tiểu thiên tài mất tích 20 năm của gia tộc chúng ta, ngày hôm nay hắn đã trở về xin làm phiền chưa vị vất vả một chút chuẩn bị đồ vật cùng quá trình tế tổ kỹ càng sáng mai nhận tổ quy tông hơn nữa thiết lập vị trí tộc trưởng hưng kiếm thánh nhìn quanh một vòng thiết lập vị trí tộc trưởng đại tộc trưởng có ý tứ là ngày mai liền muốn giao vị trí tộc trưởng cho tiểu thiên tài cái này có chút quá nhanh đi tất cả trưởng lão sững sờ tiểu thiên tài quay về vị trí tộc trưởng sớm muộn cũng phải trả lại thế nhưng cái này cũng khó tránh khỏi có chút quá vội vàng đi vừa tới trương gia cái gì cũng không hiểu để hắn dẫn đầu thật có thể để trương gia càng ngày càng tốt mà không phải càng ngày càng loạn ta phản đối trong đám người có một thanh âm hô lên ngẩng đầu nhìn lại ngay sau đó liền thấy đại trưởng lão trương vô ngân từ trong đám người đi ra thấy là hắn lông mày của hưng kiếm thánh nhíu một cái để hắn về trưởng lão viện tiếp nhận trừng phạt không nghĩ tới thế mà còn ở nơi này. Nói ra lý do. Hưng kiếm thánh hừ một tiếng, hít mắt lại. Thật vất vả tìm được nhi tử, lòng tràn đầy vui sướng, không nghĩ tới mới về nhà, liền bị tộc nhân phản đối, để hắn cực kỳ không vui. Trương gia gia chủ, từ trước đều từ huyết mạch tinh thuần nhất trong tộc kế nhiệm, mặc dù Trương Huyền là con của ngươi, tiểu thiên tài gia tộc, nhưng huyết mạch của hắn đã đo lường không ra, không còn huyết mạch Trương gia, làm sao có thể kế thừa vị trí gia chủ đại trưởng lão nói đo lường không được huyết mạch không có huyết mạch trương gia đại trưởng lão đây là có chuyện gì các trưởng lão khác đều sững sờ đo lường huyết mạch trương huyền là trương vô trần lặng yên làm trong tộc chỉ có hai người biết những người khác không hiểu rõ tình hình vô trần trưởng lão ngươi tới nói một chút đi trương vô ngân nói vâng Trương vô trần tiến về phía trước một bước trước mấy ngày trương sư tới ta nghi ngờ hắn là tiểu thiên tài chuyên môn dẫn hắn đi huyết trì tiến hành đo lường kết quả rất nhanh sự tình trương huyền đi vào huyết trì nói rõ chi tiết một lần cái này không có huyết mạch trương gia ngay cả người trương gia cũng không phải sao có thể trở thành gia chủ nghe xong giải thích mọi người đều thì thầm với nhau từng cái tràn đầy khiếp sợ cùng nghi ngờ Năm đó tiểu thiên tài vừa ra đời, đo lường qua huyết mạch, cả gia tộc trung động, lúc này mới xác lập thân phận tộc trưởng, nhưng 20 năm sau trở về, huyết mạch trong cơ thể một chút cũng không còn, còn sao làm tộc trưởng. Huyết mạch chi lực là tiêu chí của trương gia, trương huyền là tử đệ trương gia, đã xác nhận quyền gia chủ, vậy thì không thể phủ nhận, nhưng mất đi huyết mạch trương gia, không hợp tổ huấn, làm sao làm gia chủ được. Trở thành tộc trưởng Trương vô ngân ôm quyền ta đều là vì gia tộc, mong quyền gia chủ nghĩ lại. Ngươi. Hưng kiếm thánh hất nắm đấm, sắc mặt tái xanh. Vốn cho rằng mang nghi tử trở về, có thể nhẹ nhõm kế thừa vị trí gia chủ, làm sao cũng không nghĩ đến, vị đại trưởng lão này nói một cái lý do liền chặn đường giết sao? Hắn nói không sai, gia tộc thật có quy định, huyết mạch đạt tới tiêu chuẩn nhất định mới có tư cách trở thành gia chủ. Hiện tại trong cơ thể nghi tử không có một chút huyết mạch coi như lên làm gia chủ, cũng danh bất chính, ngôn bất thuận. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Tức sắp bùng nổ, nhưng cố nén lửa giận nhìn lại. Rất đơn giản, tìm người huyết mạch tinh thuần nhất, đạt tới tiêu chuẩn tới làm. Đại trưởng lão gật đầu. Huyết mạch của ta cũng không đạt tới tiêu chuẩn, người nào có thể tới. Hưng kiếm thánh hiếp mắt lại. Đối phương đây là cố ý khó xử. Hắn là huyết mạch tinh thuần nhất trong gia tộc hiện nay, nhưng vẫn không đạt tới tiêu chuẩn trở thành gia chủ hắn cũng không được những người khác ai có thể thành công đối phương rõ ràng là không muốn lập gia chủ huyết mạch của quyền gia chủ không đạt tới không có nghĩa là người khác không đạt tới trong tộc đã xuất hiện một vị có thể đạt tới tiêu chuẩn thậm chí còn vượt xa tiêu chuẩn trương vô ngân cười một tiếng vẫy tay một cái vào đi hô ngay sau đó một bóng người từ ngoài cửa chậm rãi đi vào Huyết mạch của hắn hoàn toàn phù hợp, so với tiểu thiên tài năm đó chỉ mạnh không yếu. Hoàn toàn có tư cách làm tộc trưởng. Trương Vô Ngân vẫy tay một cái, một của lực lượng đặc thù bao phủ người kia, sau một khắc, trên bóng người lập tức tản mát ra hào quang chói sáng. Huyết mạch thật mạnh. Tất cả mọi người trong đại sảnh đồng tử co rụt lại. Quang mang chiếu rọi, bọn họ cảm ứng được lực lượng huyết mạch trong cơ thể đối phương vượt xa bản thân, vượt qua không biết bao nhiêu như liệt dương cực nóng ngay cả hưng kiếm thánh cũng kìm lòng không được nhăn mày lại hắn cũng có thể cảm ứng ra huyết mạch của đối phương mạnh mẽ hơn mình bao nhiêu căn bản không cùng một cấp bậc huyết mạch của hắn vượt qua tất cả mọi người phù hợp tiêu chuẩn thiết lập hắn làm tộc trưởng không biết ai phản đối thấy người đến trấn trụ mọi người trương vô ngân cười cười nhìn quanh một vòng tiếng nói mới rơi liền nghe trương huyền đột nhiên mở miệng người tới Trương Huyền, ngươi muốn làm gì? Tuy ngươi là tiểu thiên tài, nhưng huyết mạch không còn, đã không tới phiên ngươi nói chuyện, bây giờ chúng ta đang thảo luận nhân tuyển gia chủ, xin ngươi im miệng. Thấy đối phương nói chen vào, Trương Vô Ngân giận dữ. Bất quá nói còn chưa dứt lời, chỉ thấy bóng người hắn mang vào kia vội vã đi tới trước mặt, đầu gối mềm nhũng, quỳ rạp xuống đất. Đồ nhi Trương Cửu Tiêu, gặp qua lão sư. Bóng người mặt mũi chân thành, không phải người khác, chính là Trương Cửu Tiêu. Từng, đứng lên đi. Trương Huyền cảm xúc một câu, dùng tay vuốt ve đầu đồ nhi, lúc này mới ngẩng đầu lên, nhớ tới cái gì, nhìn về phía Trương Vô Ngân cách đó không xa. Đại trưởng lão, ngươi mới vừa nói cái gì ấy nhỉ, ta không nghe rõ. Phốt. Mắt Trương Vô Ngân tối sầm lại, thân thể nhoáng một cái, chỉ cảm thấy trong đầu thiên lôi trận trận, bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Hắn chỉ biết Trương Cửu Tiêu quen biết Trương Huyền, quan hệ coi như tạm được, nằm mộng cũng nghĩ không ra, cũng là học sinh của đối phương. Chiến sư đường thật vất vả xuất hiện một thiên tài tuyệt đỉnh, có thể trở thành đường chủ, là học sinh ngươi, độc điện thật vất vả xuất hiện một vị tiên thiên độc thể, là học sinh ngươi, khải linh sư công hội xuất hiện một siêu cấp thiên tài sông khải linh lâu thành công, là học sinh ngươi, băng nguyên cung xuất hiện một thuần âm chất, là học sinh ngươi viên gia xuất hiện một vị long tê huyết mạch cũng là học sinh ngươi những cái này đều thôi trương gia ta bao nhiêu năm mới xuất hiện một vị huyết mạch tinh thuần vậy mà cũng là học sinh của ngươi toàn bộ đại lục người có thiên tư ngươi đều thu làm học sinh có cần khoa trương như vậy hay không cái này không chỉ hắn phát điên khóe miệng của hưng kiếm thánh cũng co giật suýt chút nữa từ trên chỗ ngồi rơi xuống huyền nhi hắn cũng là học sinh của ngươi. Ha ha. Trương Huyền vẫn chưa trả lời, Mộng Kiếm Thánh ở một bên đã cười thở không ra hơi. Nàng có thể thấy được, Trương Vô Ngân kia rõ ràng là muốn báo thù, đánh mặt, nằm mộng cũng nghĩ không ra, hao hết vất vả tìm một gia hỏa huyết mạch tinh thuần, vẫn như cũ là học sinh của con trai mình. Ta vốn là một tử đệ bàn chi bình thường, huyết mạch mỏng manh, ngay cả tư cách tu luyện võ kỹ gia tộc cũng không có, là lão sư tinh luyện huyết mạch của ta để cho ta thực lực tăng nhiều. Trương Cửu Tiêu quỳ trên mặt đất, tất cao giọng nói. Tinh luyện huyết mạch. Trước khi ngươi nói, huyết mạch của ngươi rất mỏng manh, là tiểu thiên tài giúp ngươi tinh luyện huyết mạch mới đạt tới loại tình trạng này. Tất cả trưởng lão đều xôn xao. Sự tình Trương Cửu Tiêu, bọn hắn cũng biết một chút, chỉ là không nghĩ tới huyết mạch của hắn, không phải trời sinh, mà là được người tinh luyện. Vâng. Trương Cửu Tiêu gật đầu huyết mạch có thể tinh luyện. Đến cùng làm sao làm được? Ta nghe nói vị tiểu thiên tài này không chỉ thực lực mạnh mẽ, học sinh từng cái lợi hại, chiến sư Đường Đường chủ, băng nguyên cung cung chủ. Thậm chí Dương sư cũng là sư đệ của hắn, có thể tinh luyện huyết mạch, hẳn không khó a. À. Nói như vậy cũng có khả năng. Nghe xong Trương Cửu Tiêu nói, con mắt tất cả mọi người đồng thời sáng lên. Trong gia tộc, trọng yếu nhất chính là huyết mạch nếu quả thật có phương pháp tinh luyện huyết mạch, thực lực cả gia tộc tuyệt đối có thể đột nhiên tăng mạnh, đạt tới một loại tình trạng để cho người ta khó có thể tưởng tượng. Hắn là đệ tử cuối cùng ta thu. Không để ý tới mọi người thảo luận, Trương Huyền trả lời hưng kiếm thánh. Vốn nghĩ thu Trương Cửu Tiêu, đối kháng tiểu thiên tài, không nghĩ tới bản thân biến thành tiểu thiên tài thì không cần đối kháng nữa. Cái này. Thấy Nhi tử xác nhận, Trương Cửu Tiêu lại giống như đám người trịnh dương, ánh mắt lộ ra tôn sùng nồng đậm hưng kiếm thánh biết là thật cũng không nhịn được cười ha ha một tiếng nhìn về phía đại trưởng lão vô ngân trưởng lão người nói huyết mạch nhi tử ta mỏng manh không có tư cách trở thành gia chủ ta trương vô ngân nghẹn sắc mặt đỏ lên quyền gia chủ trương vô ngân bởi vì tư oán bỏ qua tương lai trương gia ta đề nghị giam giữ hắn không sai tên này vì tư dục bản thân nghi ngờ thực lực của tộc trưởng quả thực tội ác tày trời ta đề nghị để hắn đi chiến trường địa quật nghĩ lại lỗi lầm của mình bốn phía xôn xao trước đó ủng hộ trương vô ngân giờ phút này tất cả đều quay ngược mũi giáo có thể tinh luyện huyết mạch chẳng khác nào nắm nhân tâm cả gia tộc trong tay không ai sẽ tự tuyệt dù huyết mạch trương huyền thật không đủ tinh thuần nhưng giúp những người khác tinh luyện liền đủ làm gia chủ làm tộc trưởng sẽ để cho tất cả mọi người thần phục Người tới, dẫn đại trưởng lão đi. Chẳng muốn chú ý trương vô ngân, Hưng kiếm thánh khoát tay áo, Lúc này mới ngắm nhìn bốn phía. Nhi tử ta trương huyền, Trở thành trương gia gia chủ, Chư vị sẽ không có ý kiến chứ. Tiểu thiên tài vốn là gia chủ, Hiện tại chỉ là xác lập chính danh, Đối ngoại tuyên bố mà thôi. Ta đồng ý. Tất cả trưởng lão đồng thời ôn quyền. Vậy thì tốt, đều đi chuẩn bị đi. Còn nữa, sự tình hôm nay, ai cũng không thể truyền ra ngoài một câu, nếu không chết. Thấy mọi người không phản đối, lúc này Hưng Kiếm Thánh mới thỏa mãn nhẹ gật đầu, bàn giao một câu. Năng lực tinh luyện huyết mạch, một khi tiết lộ, tất nhiên sẽ gây nên toàn bộ đại lục khiếp sợ, hắn cũng không muốn nhi tử gặp được phiền phức. Vâng. Tất cả trưởng lão gật đầu đi ra ngoài. Cửu Tiêu, ngươi cũng lui ra đi, những ngày này cố gắng lợi dụng huyết mạch, tấn thăng thực lực, chờ tu vi của ngươi vượt qua đại trưởng lão liền có thể kế thừa vị trí gia chủ. Trương Huyền nói, tuy rất muốn hiện tại để hắn kế thừa vị trí gia chủ, nhưng mà thực lực còn không thể sánh vai đám người trịnh dương, quá mức nhỏ yếu, có chút danh bất chính, ngôn bất thuận. Vâng, lão sư. Trương Cửu Tiêu nhẹ gật đầu, lui ra ngoài. Huyền Nhi, ngươi. Nghe Nhi tử muốn nhường vị trí gia chủ ra, hưng kiếm thánh tràn đầy lo lắng. Một trương gia gia chủ mà thôi, không tính là gì, ta muốn cái thân phận này, chỉ vì cưới Lạc gia tiểu công chúa, cưới nàng vào cửa, người nào thích làm người đó làm." Trương Huyền khoát tay áo, không mấy quan trọng. Cái gia chủ này, hắn thật đúng là không để ở trong mắt. Lên làm phiền phức càng ngày càng nhiều, còn không bằng đến lúc đó ném cho Trương Cửu Tiêu. Nhưng Hưng Kiếm Thánh muốn tiếp tục nói chuyện, lại bị Mộng Kiếm Thánh đánh gãy. "Nhi tử ta, về sau là người làm đại sự." trương gia gia chủ mà thôi đáng là gì chỉ có gia hỏa không có tiền đồ như ngươi mới một mực bảo vệ khụ khụ thấy mẫu thân lại bắt đầu chế nhạo cha trương huyền bất đắc dĩ đánh gãy mang theo nghi ngờ hỏi nếu như ta là con của các vị lại là tiểu thiên tài huyết mạch tinh thuần nhất tại sao lại đến thiên huyền vương quốc lại vì sao huyết mạch một chút cũng không còn đây là hắn một mực kỳ quái trương gia mạnh mẽ không thể nghi ngờ làm thiên tài lợi hại nhất tiên thiên thánh nhân vì sao bản thân sẽ lưu lạc đến thiên huyền vương quốc loại địa phương ngay cả danh sư đường cũng không có hơn nữa ngay cả huyết mạch cũng không còn trọng yếu nhất là tu vi từng bước một tấn cấp cùng tiên thiên thánh nhân không có chút quan hệ nào chuyện này nói rất dài năm đó ngươi vừa ra đời hào quang đầy trời khí tức rộng lớn rất nhiều bài vị tiền bối thần phục ngay cả tượng khổng sư cũng lơ lửng bay lên bởi vậy được mệnh danh vài vạn năm qua, huyết mạch tinh thuần nhất. Nghe được hỏi thăm, hưng kiếm thánh thang thở một tiếng, chậm rãi nói. Tượng khổng sư lơ lửng bay lên. Cho nên, tên ta là Trương Huyền. Ánh mắt Trương Huyền sáng lên nói. Ngươi, tên trước đó, đương nhiên không gọi Trương Huyền. Hưng kiếm thánh nói. Nếu như gọi cái này, đã sớm tìm tới ngươi, cũng không trì hoãn đến bây giờ. Gọi là cái gì? Cái này Hưng kiếm thánh hơi đỏ mặt Hay là không nói Chẳng lẽ cái tên này có gì không ổn Trương huyền kỳ lạ Tên ngươi là bởi vì tượng khổng sư lơ lửng bay lên Biểu lộ cảm xúc Chỉ bất quá xa xa không có dễ nghe như trương huyền Mộng kiếm thánh ở một bên hừ một tiếng Tràn đầy tức giận Gọi Trương Điêu Phi Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha